Chào anh. Dạ. Dạ. Đầu tiên là em sẽ thay mặt cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc có gửi về cho em là 22 triệu đồng. Đây cô chú anh chị có thể thấy. Dạ. Không ngoại. Dạ, cho nói, cho nói. Dạ, nhớ tên con rồi ha. Chào anh. Dạ. Dạ. Rồi, chào anh. Dạ, chào chị. Dạ, chào anh. Dạ. Rồi, con chúc mọi sức khỏe nha mày. Dạ, chúc mọi sức khỏe nha. Dạ, chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ, rồi giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ, rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ, cô sức khỏe nha cô. Chúc sức khỏe nha. Dạ, rồi chúc anh sức khỏe nha. Rồi chúc anh sức khỏe nha. Dạ, chúc mọi sức khỏe nha mày. Dạ, chúc ông mọi sức khỏe nha. Chúc nội sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Chúc nội sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi chúc anh sức khỏe nha anh. Dạ. Chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Chúc sức khỏe nghe chú. Dạ. Chúc bác sức khỏe nghe bác. Dạ. Dạ tính không nổi luôn phải không? Dạ. Rồi cảm ơn quản lý nha, cảm ơn mấy em nha. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng này cô chú anh chị. Thì sẵn đây em cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị về những cái đoạn đường ở bên trong thị xã Vĩnh Châu ha. Thì nói chung thì ở trong thị xã thì khu vực bán kính nhỏ nhỏ thì nó cũng khá là rộng. Còn ngoài ra là cái đường nó cũng rất là hẹp ha. Thì đây có thể nói là trung tâm sầm uất nhất ở tại cái khu vực thị xã này. Đây là những cái tuyến đường nữa, cô chú anh chị thấy ha. Thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến tỉnh xá Ngọc Châu Như chung với em để tiến hành trao tấm lòng của cô chú nhà hảo tâm bên Úc đến với cho bà con khiếm thị, khuyết tật, những bệnh nhân bị ung thư ở đây ha. Rồi em mời cô chú anh chị cùng xem cái đoạn đường ngắn nữa chung với em nha. Thank you.
Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2022. Chắc cô chú anh chị nhìn đây thì cũng đã biết là em đang ở đâu phải không ạ? Thì ngày hôm nay em tiếp tục em xuống đây thì có hai nguyên nhân thì em mới xuống dưới đây. Đầu tiên là em sẽ thay mặt cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc có gửi về cho em là 22 triệu đồng. Đây cô chú anh chị có thể thấy là cô chú ấy đã gửi rất là nhiều lần đến với bà con bị khiếm thị, bị khuyết tật, bị các bệnh nhân bị ung thư như là các trẻ mồ côi ở dưới thị xã Vĩnh Châu rất là nhiều lần rồi. Em không nhớ không làm như 4, 5 lần, 6 lần gì luôn rồi đó. Ngoài ra cô chú ấy cũng có tặng những chiếc xe ba bánh điện cho những hoàn cảnh bị khuyết tật dưới đây nữa. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ tiếp tục thay mặt cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc sẽ gửi đến 73 phần quà. Mỗi phần ở đây là 300.000, tương đương với 22 triệu mà cô chú đã chuyển khoản qua cho em. Thì đối với cái tấm lòng của cô chú thì cô chú mong muốn số tiền này sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh bớt đi được cái phần vất vả trong vài ngày tới. Nó là tấm lòng của chú rất là quý luôn cô chú anh chị, gửi quá nhiều lần luôn rồi. Thì thời điểm hiện tại á, thì cũng chia sẻ luôn với cô chú cũng như là anh chị, thì em có mời, em nhờ bên tỉnh xá Ngọc Châu Như ở tại thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng là mời 70 hoàn cảnh, thì còn 3,3 hoàn cảnh nữa thì em sẽ hỗ trợ cho các anh, các chú, các bác tình nguyện viên mà đã hỗ trợ em trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì cô chú anh chị cũng có thể thấy ha, thì hôm nay bà con đi đến đây cũng tương đối là đông, nhưng mà em không biết là có đoàn nào nữa hay không, tại vì ngày hôm nay em chỉ mời có 70 hoàn cảnh thôi. Nhưng mà em thấy số lượng như thế này thì chắc khoảng là đâu đó khoảng chắc hơn 300 người đó, còn khu bên kia nữa. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong luôn ha, để buổi sáng ngày hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị cùng phát. Thì đó là nguyên nhân đầu tiên. Còn nguyên nhân thứ hai là ngày hôm nay em sẽ gặp chú nhà hảo tâm mà đã gửi cho em phát hồi hướng công đức cho ba của mình vừa mới mất vào khoảng thời gian trước đó cô chú anh chị. Là hai nguyên nhân mà em xuống. Chứ bình thường thì nếu nhà hảo tâm nào mà gửi nhiều thì em mới xuống dưới đây đó. Như vậy. Rồi bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chung với em nha, để tiến hành mời bà con để gửi trao cái phần quà nhanh nhất có thể để cho các nội ngoại, các bác, cô chú, anh chị nhận quà sớm và về nghỉ ngơi sớm. Ở đây thì cô chú anh chị thấy nè, em thấy ở đây có ba hoàn cảnh khuyết tật mà đã may mắn nhận được chiếc xe điện, xe ba bánh điện lần trước. Những lần trước thì đã sử dụng. Còn cái anh xe đỏ thì hình như không phải em tặng. Ở đây thì cũng không có quá đông, không có kín mít như những bữa trước đâu mà. Đó, chào anh. Ủa nay mấy đoàn vậy anh? Em có 70 ha. Dạ. Em thấy nhiều đây chắc cũng khoảng đâu 300 anh. Có. Dạ. Vậy em thấy giật mình. Dạ đúng rồi, bữa nay không biết cái chú với số nó có vô chưa không biết. Em lấy ra. Dạ. Chú với số mà chú Hòa giới thiệu em á. Dạ. Mấy gài thì cái lượng những nhà hảo tâm có xuống thường xuyên không ạ? Có. Dạ. Bây giờ một tuần khoảng mấy ngày ạ? Như thứ năm, thứ sáu, bảy, chủ nhật. 4 ngày cuối tuần là nhiều nhất. Còn thứ hai, thứ ba, tư. Hơi vắng. Hơi vắng. Dạ. Có đòn, hai đòn. Dạ. Nhưng mà vẫn có mỗi ngày. Có. Dạ. Vậy chúc mừng bà con cũng đỡ. Dạ. Cảm ơn anh. Bên nước ngoài ta về nữa. Bên nước ngoài ta về có. Nữa. Dạ. Dạ quá quý luôn rồi. Rồi, thôi bây giờ để em vô em tranh thủ. Ủa vậy anh... Dạ không. Anh nói anh tỷ mời giùm em luôn đi. Ha. Dạ, để em vô em phát luôn cho nội ngoại về. Nghỉ sớm. Dạ. Rồi, em cảm ơn. Bữa nay thì nội ngoại cô chú cũng không có nhiều. Cô bán đi, nay con phát có 70 người ha. Dạ,
chú này không thấy đường mà chú ăn hủ tiếu này cô chú anh chị, vất vả lắm luôn ha. Không thấy đường mà sao con chú gấp, để em xem thử coi. Chú không thấy đường mà gấp hủ tiếu của bộ hơi vất vả ha. Dạ. Rồi, nói gì gì xe lăn không xe lăn không muốn đó. Dạ, con chào mày. Con mới xuống, dạ. Như này chắc xúc mình. Dạ, chào chú Hoa. Cái cu lệ dễ con quen không? Dạ, cu lệ. Có không? Mẹ cu lệ gì đó. Cũng 70 phần nữa, cô có trùng không? Dạ không. Không đâu, con không biết, của con có 70 mà. Ờ, cái này là dạ. Thì có đăng ký 70 nữa. Dạ không con, cái đó con không biết. Lẫn kêu nữa. Không không? Dạ không phải, không phải. Vậy ai á? Dạ. Đó, cô chú anh chị thấy ngày hôm nay thì bà con cũng không có quá đông ha. Vậy là coi như là hôm nay là em 70 và nhà hảo tâm tiếp theo là 70. Rồi nhà hảo tâm nào bao nhiêu nữa đó. Không phải số lượng mà con cũng như thế này. Cô chú anh chị đợi em chút xíu nha. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì anh Tỷ là người đổi tấm phiếu thì anh ấy cũng đã vào rồi, anh bắt đầu đổi phiếu nè. Thì vậy là ngày hôm nay thì em mới vừa hỏi chú Hòa là cái người thư ký á, thì tổng hợp là ngày hôm nay là 440 người với 3 đoàn, đoàn em 70, đoàn nữa 70, đoàn có lệ 70 và một đoàn nữa là 300. Cô chú anh chị thấy là anh Tỷ cũng tội nghiệp dữ lắm. Anh phải lựa từng người á, cho nó đúng theo cái cuốn chiếu là tới của ai trước thì người đó nhận. Đó. Chú này chắc là chạy xe ôm nè. Bên tỉnh xá hôm nay sửa chữa. Dạ. Yeah. Ngoài lớn tuổi lắm này. Ngoại dạ con, cho nói ơi, cho nói dạ nhớ tên con ha.
Chào anh. Dạ. Dạ. Rồi chào anh. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Dạ. Dạ chào chú. Bữa nay em phát ít lắm, thành ra nó không có đủ chi phí mua. Thông cảm. Dạ. Ủa vậy anh? À, là anh này hả? Dạ. À, là anh ha. Anh bán vé số hả? Anh tên gì? Tình. Tâm à, Tình. Anh người Khmer hay người Việt? Người Khmer. À, năm nay anh nhiêu tuổi rồi anh Tình? À, 83, 41. 41 tuổi. À, rồi mỗi ngày anh bán được nhiêu tờ? Trăm mấy, 200 dạ. Nhà anh ở đâu anh Tình? Vĩnh Tân á. À, cách đây bao xa? Cũng mấy cây á. Dạ. Rồi một ngày bán khoảng 200 tờ. Dạ. Rồi bữa nay anh không bán hả? Bữa nay nghỉ ngày. À, tại bữa nay nghe nhận xe nghỉ dạ, hả? Dạ. Dạ. Rồi anh có gia đình không? Có. Dạ. Con anh lớn chưa? Có năm tuổi rồi. À, mẹ nó đi bỏ rồi. Con 5 tuổi là anh bán anh nuôi con. Dạ. À, dạ rồi. Rồi. Dạ, anh dạ. Anh vô đó anh đợi chút xíu đi ha. Bên em khẩu trang hả? Thì ra là anh này là người may mắn nhận được chiếc xe. Anh Tình vô đây luôn đi. Anh lên chiếc xe, anh lên chiếc xe anh ngồi luôn đi. Vậy em đang chờ đợi nè.
Rồi anh lên chiếc xe anh ngồi luôn đi. Lái gì? Đủ chưa anh Tỷ? Đủ rồi. Dạ rồi. Cảm ơn anh. Xem ra là cái tư thế ngồi của anh cũng khá là hợp lý với chiếc xe này của chú anh chị ha. Dạ. Rồi anh kéo khẩu trang lại cái em coi mặt ha. Dạ rồi. Rồi thì hiện giờ là anh mưu sinh bằng nghề bán vé số. Dạ. Dạ. Mà anh thường thường anh bán ở chợ nào? Ở Lê Hòa. À, Lê Hòa luôn ha. Lê Hòa. Là xa ở đây. Xa ở đây. Xa lắm. Dạ. Thì 3 giờ mấy em đi rồi, 3 giờ khuya. 3 giờ khuya. À. Anh bán tới mấy giờ anh hết? Tới 2 giờ mấy. 2 giờ mấy buổi chiều ha. Buổi chiều. Vậy là bán gần 12 tiếng hồ ha. Dạ. Dạ, rồi cái chân anh kéo lên em xem nó bị bên đây ha. Tay phải. À là bị bại liệt. Bị bại liệt. Dạ. Anh bị năm mấy tuổi vậy anh? Hồi nhỏ lắm. Hồi nhỏ. Dạ. Dạ. Là bây giờ anh bị cái chân thôi chứ chân bên đây thì của anh như thế nào? Không, không sao chứ. Chân bên đây còn được ha. Dạ. Dạ rồi. Ừ, rồi bữa nay khi mà anh nghe tin anh được nhận chiếc xe thì anh cảm giác như thế nào? Thì mình ủng hộ cho em, cảm ơn hội đoàn. Dạ. Thì chiếc xe này rất là giá trị mà do là cái người nhận lần trước không có sử dụng. Dạ. Thành ra là bên tỉnh xá mới thu lại. Dạ. Nên mới gửi đến anh. Dạ. Thì hy vọng với cái phần quà của nhà hảo tâm. Dạ. Sẽ giúp cho anh được có một cái đôi chân mới. Dạ. Nên tiếp tục công việc mưu sinh của mình. Dạ. Sẽ bán được nhiều hơn. Dạ. 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 Anh nhắn gửi với nhà hảo tâm không? Dạ cảm ơn cô hỏi tâm chúc khỏe với anh khỏe. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Dạ mời phát con luôn bác. Sư cô ra ngoài bác. Dạ hôm nay có sư cô không bác? Có. Dạ. Bên đây mời sư cô ra con nữa nè. Ôi này nhanh quá, 70 người rất là nhanh luôn cô chú anh chị. Nhìn thấy chóng lỏng luôn. Nói chung là đây là cái lần mà phát ít nhất của con luôn á. Mỗi lần con xuống dưới đây thì lúc nào cũng nhiều hết. Dạ đó mà. Nhưng mà do lần này em xuống với hai cái nguyên nhân em có chia sẻ với cô chú anh chị rồi đó. Thì tấm lòng của cô chú nhà tâm bên Úc mà gửi được như vậy thì quá quá quý rồi. Chú anh chị đợi em chút xíu nha. Anh này anh có ý là anh xin xe của chú anh chị. Mà thấy sức khỏe của anh này sao ta? Anh bị là anh bị bệnh gì vậy? Chất độc da cam. Chất độc mà da cam hả? Dạ. Ông anh kéo cái chân của anh cho em xem cái. Nên ấm, khi ấm là nó nổi cục cục vậy đó hả? Ừ. Nhưng mà khi anh sanh ra là anh đã bị hay là bị lớn anh mới bị? Lớn mới bị, nó tới năm mấy tuổi mới bị? Năm 10, nay 23 năm rồi. À, rồi anh tên gì? 40, năm nay 40 rồi, Nguyễn Văn Cầu. À, rồi anh có gia đình gì không? Không, dạ. Anh đâu có gia đình đâu, nằm chỗ. Rồi anh sinh sống bằng công việc gì? Không có nhà mà già nuôi. À, mà già nuôi hả? Dạ. Rồi bây giờ anh đi như thế nào? Gì? Anh có đi đứng được không? Không, mà xe ẩm không? Xe ẩm không hả? Anh có đứng về được không? Không. Không đứng được luôn? Ờ. Anh thì anh ấy có nói là xin xe. Đâu anh đưa hai cái bàn tay anh vô mà em xem. Anh úp lại nè. Anh úp lại. Vậy là anh bị chất độc màu da cam ngay từ nhỏ hả? Khoan anh bóp vô. Anh đưa sát vô. Sát hai bàn tay vô rồi anh bóp vô. Rồi anh duỗi ra. Anh bóp vô. Rồi anh duỗi ra. Rồi anh ngửa tay ra. Rồi anh đưa sát vô. Được không á, đưa hai bàn tay này. Đúng rồi. Rồi đâu anh co vô cho em xem. Anh bóp vô. Anh duỗi ra. Bóp vô. Duỗi ra. Rồi bây giờ cái chân của anh thì sao? Có nghĩa là cái chân anh vẫn còn cử động được. Nhưng mà anh không có đi được hả? Không đi được. Không đi được luôn. Vậy là anh đau ở khúc nào trên người mà không đi được vậy? Thì lúc nhỏ
không có cái khúc nào ở trên người á mà làm cho anh không đi được. Thì nhỏ mổ xương sống rồi người nằm chỗ luôn. À, bị xương sống hả? À. Rồi em hiểu rồi. Anh số điện thoại số anh số mấy? Điện thoại 03 0359 0359 75 773 73 7 75 73 75 không 03 59 rồi 73 7 rồi 175. Ừ. Gia đình của anh có anh chị em gì không? Ba mẹ của anh ở riêng chân rồi. Nhưng mà có bị giống anh không? Không. Có mình anh bị hả? Ốc rồi. Nhưng mà anh có ba mẹ anh có mấy người con? 8. 8 người con mà anh ốc là anh lại bị. Dạ làm luôn không anh hay là đợi sư cô ra? À dạ, vậy đợi sư cô ha. Dạ rồi. Nói chung anh này thì thấy cũng đáng thương nhưng mà không biết anh có chạy được hay không. Nếu mà anh có chiếc xe thì anh sẽ làm gì với nó? Đi vòng cho nó không trả sớm mà. Anh phải làm công việc gì thì nhà hảo tâm mới hỗ trợ cho mình được. Bán số thì bà già bà không cho bán. Sợ anh đếm không được phải không? Không được. Bởi vậy cũng khó. Mà anh chạy đi lãnh quà anh có chạy được không? Quà. Hay là người ta cũng phải bưng anh lên? Không, chắc nga bưng. Để cho chạm giọng sớm hả? Dạ. Chạm giọng sớm thì sao giúp được? Dạ rồi, chào sư cô. Dạ. Dạ. Vừa thấy nó chụp cái hình đó, nó đứng cái sinh tự nghiệp. Dạ. Nó đi cầu xin. Dạ. Chúc. Mình cũng ủng hộ, vậy quý quá rồi. Dạ. Dạ, ở đây thì tỉnh xá mà đã giới thiệu con thì chắc chắn là hoàn cảnh đáng thương rồi. Dạ rồi. Rồi chia sẻ với sư cô luôn là ngày hôm nay là cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc. Dạ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bà con, hôm nay đầy đủ duyên lành, một lần nữa chú Phương Nhật Minh đại diện nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc về đây trao tặng bà con 70-71. À, dạ là 70 hoàn cảnh. 70 hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại chú Phương Nhật Minh đang đứng trước bà con. Tôi xin trân trọng giới thiệu. Tiếp theo tôi trân trọng kính mời chú Phương Nhật Minh đại diện đoàn có đôi lời gửi với bà con và trân trọng kính mời chú. Dạ, cảm ơn sư cô. Dạ một lần nữa thì con xin kính chào các nội ngoại, các bác, các cô chú, anh chị trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay có thể nói là tiếp tục con quay xuống trở lại đây. Tuy nhiên cái buổi phát ngày hôm nay thì con chỉ thay mặt cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc. Thì cô chú ấy có gửi về để giúp đỡ cho các nội ngoại, các bác, cô chú cũng rất là nhiều lần rồi. Đâu đó 4-5 lần gì đó. Mà lần trước thì cũng có tái tạo một đôi chân bằng chiếc xe ba bánh điện cho hoàn cảnh lần trước. Thì phải nói tấm lòng của cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc là rất là đáng quý luôn các nội ngoại. Biết rằng là các nội ngoại và các bác có những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như cái khiếm khuyết trên cơ thể của mình do là bẩm sinh hoặc là do lao động. Thành ra là cô chú biết là bây giờ các nội ngoại, các bác, các anh chị cũng sống bằng tình thương của cô chú cũng như là những nhà hảo tâm khác. Mình không thể nào mình có thể mình lao động để mình kiếm thêm thu nhập được. Đó là lý do vì sao mà cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc không muốn nói tên. Nhưng mà cô chú ấy vẫn tiết kiệm để trích ra cái phần ăn, phần uống, phần tiêu xài của mình để hỗ trợ cho bà con ở đây. Với mong muốn là các nội ngoại, các bác, cô chú đỡ vất vả hơn trong khoảng vài ngày tới. Thì phải nói là tấm lòng của cô chú ấy cũng như những nhà hảo tâm khác mà đã từng gửi đến các nội ngoại, các bác trong những cái lần trước là vô cùng là đáng quý luôn. Biết là mình không còn thể nào làm được về thu nhập, về kinh tế để lo cho bản thân cũng như là gia đình nữa, mà chỉ sống bằng tình thương cũng như là sự giúp đỡ ở bên sư bà cũng như sư cô tỉnh xá Ngọc Châu Như. Thì các nội ngoại,
các bác cô chú mới nhận được những cái phần quà của nhà hảo tâm. Thì con hy vọng là các nội ngoại, các bác cô chú cũng sẽ là sử dụng cái phần quà này như là những cái phần quà trước con hay trao tặng. Thì mỗi hoàn cảnh ngày hôm nay là mình sẽ nhận cũng được là 300.000. Thì hy vọng với tấm lòng của cô chú nhà hảo tâm, đại chúng ở bên Úc sẽ giúp đỡ được cho các nội ngoại, các bác cô chú và anh chị đỡ vất vả hơn trong vài ngày tới. Và thì con cũng chúc các nội ngoại, các bác cô chú giữ gìn sức khỏe của mình và sẽ có thêm càng nhiều nhà hảo tâm nữa để xuống hỗ trợ, để tiếp tục giúp các nội ngoại, các bác cô chú và anh chị duy trì cái cuộc sống tiếp theo. Và con xin hết ạ. Dạ, con mời sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các cô chú, nhà hảo tâm, đại chúng ở bên Úc, kính thưa chú Phương Nguyệt Minh, chúng tôi cũng xin thay lời sư phụ diện chủ Tịnh Xá Ngọc Châu Như thay mặt tất cả bà con được nhận tịnh tài của quý đoàn. Lời nói đầu tiên xin thành thật tri ân tấm lòng vàng cao quý của cô chú đại chúng ở Úc đã dành tình cảm ưu ái thân thương cho bà con nơi đây, nên mặc dù ở rất xa nhưng luôn thương hỉ bà con nơi đây có đời sống khó khăn, nên đã từng thường xuyên gửi tịnh tài về đây góp phần giúp đỡ cho bà con nơi đây vơi đi sự khó khăn trong cuộc sống. Cái nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng vàng cao quý này thực đúng với câu một miếng khi đói bằng gói khi no của Tuy Tơ Tóc Nghĩa So Hình Trùng. Để đáp lại phần nào thâm ân của nhà hảo tâm, trước khi quý bà con nhận tịnh tài, đề nghị mọi người đồng chắp tay trang nghiêm và đồng nhất tâm niệm Phật. Xin hồi hướng công đức niệm Phật này đến quý vị nhà hảo tâm ở Úc, đại chúng ở Úc. An xin công đức lành này, kính chúc quý vị thân an, tâm lạc, vạn sự được các tường như ý. Và vào giờ này, kính mời bà con đồng chắp tay trang nghiêm và đồng nhất tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà. Đây thì em sẽ chia sẻ lại cô chú anh chị lần nữa ha. Là cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc gửi cho em là 22 triệu, em phát được 73,33 người thì em mời 70 người thôi. Dạ rồi, con chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Dạ con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ rồi giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ cô sức khỏe nha cô. Chúc sức khỏe nha. Dạ rồi chúc anh sức khỏe nha. Dạ chúc anh sức khỏe nha. Dạ chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Dạ chúc ông ngoại sức khỏe nha. Chúc nội sức khỏe nha. Dạ dạ chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ chúc nội sức khỏe nha. Dạ. Dạ.
Rồi chúc anh sức khỏe nghe anh. Dạ. Chúc anh sức khỏe nghe. Dạ. Chúc chú sức khỏe nghe chú. Dạ. Chúc bác sức khỏe nghe bác. Dạ. Chúc chú sức khỏe nghe. Dạ. Rồi chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Chúc cô sức khỏe nghe. Dạ. Rồi con chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nghe. Dạ. Chúc cô duyên sức khỏe nghe cô. Dạ. Chúc cô phục hồi sức khỏe. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe nghe cô. Dạ. Chúc cô sức khỏe. Dạ. Chúc cô sức khỏe. Dạ dạ. Rồi chúc cô sức khỏe. Dạ. Dạ cho con vô họp nha sư cô ơi. Dạ dạ. Rồi cô sức khỏe nghe con. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe nghe cô. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe nghe. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, chúc mẹ sức khỏe nghe. Dạ. Chúc chú sức khỏe nghe chú. Dạ. Chúc chị sức khỏe nghe. Dạ. Cô hồi sức khỏe nghe, chị này bệnh thận. Dạ, chúc cô sức khỏe. Chúc mẹ sức khỏe nghe. Dạ. Chú mình tính đi đâu mà vô hộ? Cũng đang làm, cũng đang làm. Cũng đang làm. Dạ, chúc chị duyên sức khỏe nghe. Dạ. Rồi, chúc cô sức khỏe. Rồi chúc cô sức khỏe nghe. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nghe ngoại. Dạ. Cô sức khỏe nghe. Dạ. Rồi phụ hồi sức khỏe nghe con. Ừ, vàng hết trơn rồi. Chúc nội sức khỏe. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nghe ngoại. Dạ. Rồi cô sức khỏe nghe. Dạ. Rồi mua ăn đắt nghe anh. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Rồi chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Rồi phụ hồi sức khỏe nghe anh. Dạ rồi dạ. Chúc chú sức khỏe nghe. Dạ. Rồi phụ hồi sức khỏe nghe con. Dạ. Cô phụ hồi sức khỏe nghe cô. Dạ. Chúc anh sức khỏe nghe. Dạ. Chúc nội sức khỏe nghe. Dạ. Rồi chúc anh sức khỏe nghe. Dạ. Rồi chúc bác sức khỏe nghe. Dạ. Rồi chúc anh sức khỏe nghe. Dạ. Chúc chú sức khỏe. Dạ. Rồi duyên sức khỏe nghe anh. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Chúc chú sức khỏe nghe. Dạ. Chúc nội sức khỏe. Dạ. Rồi phụ hồi sức khỏe nghe chú. Dạ. Rồi chúc bác duyên sức khỏe. Ừ. À, phụ hồi sức khỏe nghe con. Ừ. Duyên sức khỏe nghe anh. Dạ. Rồi chúc chú cô sức khỏe nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dạ còn dư rồi. À là anh này đó hả? 1, 2, 3. Rồi cũng hỗ trợ cho anh một phần luôn ha. Dạ, cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở Úc nha. Còn ngoài ra chiếc xe này thì tấm lòng của nhà hảo tâm trước ha. Dạ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thì con chú Hoài, chú nhận con cái. Con cúng dường 500 với gửi các anh tình nguyện viên 500. Dạ, đây là 1 triệu tấm lòng của cô chú ở tại Úc. Dạ đúng rồi, tình nguyện viên với Tam Bảo. Dạ, dạ. Còn bây giờ anh với mấy anh chỉ cho ảnh sử dụng được không? Ủa con biết chạy luôn hả? Dạ hay vậy. Dạ anh biết chạy luôn hả? Trời biết chạy luôn rồi, rồi anh chạy thử cho em quay một cái đi. À, anh buông thắng ra, anh buông thắng ra mới lên ra được. Đúng rồi. Chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi. Anh buông tay ra, buông tay ra nha. Anh khoan, anh có biết chạy không? Đừng có lên, đừng có lên ga nữa. Vậy sao biết chạy được? Em nói anh nghe nè, anh lên nhẹ thôi, anh lên nhẹ thôi, anh lên nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đúng rồi, anh nhấp từ từ thôi. Cái này phải bên đây nè, anh có gì anh chụp cái tay anh lại. Vậy nó biết chạy chết em luôn rồi. Bởi vậy nếu mà biết chạy là chạy được, tại ảnh đâu có nào giờ đâu có chạy đâu, anh chạy xe lắc mà. Giữ mà anh giữ ra nhẹ thôi. Dạ rồi, thì chân thành cảm ơn cô chú nhà hảo tâm đại chúng ở bên Úc rất là nhiều. Đã hỗ trợ rất là nhiều lần cho bà con bị khiếm thị, bị khuyết tật cũng như là những bệnh nhân ung thư trong ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi xuống Tiểu Cần, Trà Vinh. Em sẽ đi qua Hai Phà, Đại Ngãi để em đi tới Tiểu Cần, Trà Vinh để em tiếp tục trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến cô bé mà bị phỏng bán vé số ở với bà ngoại mà bị
ba mẹ bỏ rơi cũng khá là lâu rồi, để hỗ trợ cho cô bé ấy có thêm một cái niềm vui trong cuộc sống, cô chú anh chị ha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng đợi em chút xíu nha. Cô chú anh chị thấy là những hoàn cảnh mà đã từng được hỗ trợ xe lăn thì gần như là bữa nay là cũng lại cũng khá là đầy đủ rồi. Tuy nhiên là do bữa nay các cô chú anh chị không có duyên với em. Rồi chào bà con nha, hẹn gặp sau. Rồi anh chạy cứng cái này cô chú anh chị. Em đang lên xe chuẩn bị em đi thì anh giống anh Minh Dương. Rồi quá tuyệt. Giờ sau khi mà em đã trao xong tấm lòng của nhà hảo tâm, bây giờ em đang đi hướng ngược về thành phố Sóc Trăng này cô chú anh chị. Đây là cái tuyến đường đi tới xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Có thể nói thì ở đây gần như là một năm người ta chỉ có trồng một vụ lúa thôi. Là vào cái mùa mưa thì nước nó ít có bị mặn đó cô chú anh chị. Nhưng mà gạo ở đây là rất là ngon luôn. Cô chú anh chị thấy cánh đồng xanh bát ngát hai bên nè. Thì em sẽ trở về Sóc Trăng để em đi qua hướng bên Phà Đại Ngãi nha. Thank you.
Ở đây thì cô chú anh chị có thể thấy là em gần tới Phà Đại Ngãi rồi. Chỗ này chắc cách Phà Đại Ngãi chắc khoảng đâu đó là trên dưới 10 km thôi. Thì ở đây bắt đầu mưa rất là to rồi. Tại vì Phà Đại Ngãi là một trong những cái phà mà có con sông rất là lớn, mà mưa thường xuyên vào mỗi buổi chiều luôn. Cứ vào mùa mưa là dưới này là mưa, mà mưa rất là lớn và rất là to. Thì cô chú anh chị cũng có thể xem sơ sơ về cái quang cảnh, cái đường hướng xuống Phà Đại Ngãi chung với em ha. Để đi đến thị trấn Cầu Quan, Trà Vinh.
Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì em đã ghé Tiểu Cần rồi đó. Thì ở đây thì cô chú anh chị có thể thấy là em rước gia đình của con Tân Hằng phải không? Dạ, bé Hằng và bà ngoại bán vé số ở Tiểu Cần nha, để thực hiện nguyện vọng của nhà hảo tâm tiếp theo đó là anh Tú. Lên luôn anh Phú ơi. Rồi. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì bây giờ em sẽ chở gia đình của bé Hằng ha, cùng bà ngoại nha. Đâu rồi bé Hằng đâu rồi, ngước mặt qua con. Rồi, để đi thực hiện nguyện vọng của anh Tú và dì Ngọc nha. Con nhớ ai tặng quà cho con lần trước không? Hả? Chú, nhưng mà chú chỉ thay mặt thôi, chứ không phải là chú là nhà hảo tâm nha. Còn người tặng cho chú, tặng cho con á, là chú Tú với cô Ngọc. Và nhất là sự giới thiệu của anh Phú đây. Thì đây cô chú anh chị có thể xem anh Phú nha. Rồi, chào anh Phú. Dạ. Thì anh ấy là bán dừa ngay tụi chỗ chợ Tiểu Cần nha cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ là em sẽ mời bé ấy cùng đi đến thực hiện nguyện vọng của anh Tú và chị Ngọc ở tại Mỹ. Dạ rồi. Ủa anh Phú hình như ở đây nó đâu có thế giới động đúng không? Anh? Chỉ có điện máy xanh thôi đúng không? Thế giới động đây. À, thế giới động với điện máy xanh là chung mà. À, đúng không anh? Quẹo trái phải không? Quẹo bên quẹo trái. Dạ. Đó, thì bây giờ là anh Phú là camera man cho em. Nè, cho anh ấy cầm giới thiệu quang cảnh xung quanh chợ Tiểu Cần luôn. Bữa nay là hai bà cháu lấy bao nhiêu tờ vé số? 180. 180 bán hết chưa cô? Bán 30 tờ. 30 tờ. Dạ. Còn bữa nay thì hai bà cháu nghe điện thoại của anh Phú thì cảm giác như thế nào? Dạ. Sao biết gì mà mừng? Dạ. Dạ tôi nghe đây mấy cô. Dạ. Cô bán rồi khoảng 1 giờ rưỡi rồi qua nhà con rồi có chú có anh ở bển đó là cho quà gì nữa đó chú. Dạ. Vậy là bán khoảng còn 30 tờ ha. Dạ. Cái đôi giày ba tin con đi được chưa con? Mua. Chưa ha. À. Nhưng mà mua rồi đúng không? Mua quá không cho nó đem về. 650 mà Phú dắt đi người ta bớt còn 150. Ủa? Bà dắt đi mua con 500. À còn 500, bên tao bớt 150 luôn anh. Dữ vậy? Thấy nhỏ là được biết quay rồi. Dạ. Rồi vô mua điện thoại thôi cô chú anh chị ơi. Đậu đâu ta? Chắc đậu đây. Đậu đâu anh ơi? Đậu đâu anh? Đậu đây được không? Đậu đây hay đậu vô? Đậu xe ở đây được không? Đậu xe. Đậu xe đẩy vô mua đồ được không? Được phải không? Rồi ok. Trời thấy đậu xe mà cũng bị cắt gói vậy. Em đậu nha. Rồi ok. Rồi vô thôi. Cô nắm cái đó nha. Rồi đúng rồi. Đó rồi. Rồi đóng cửa lên đi con. Mạnh vô. Đóng mạnh vô mới được. Kéo ra. Mạnh vô. Rồi ngoài. Chính xác. Rồi đây là điện máy xanh này của chú anh chị. Em sẽ vào để em thay mặt anh Tú và chị Ngọc nha. Anh muốn coi điện thoại á. À, à có thể giúp mình tắt nhạc mình tí không? Ok. Tắt nhạc luôn. À tắt nhạc luôn. Rồi, anh muốn xem điện thoại á. Dạ. Rồi, con vô đây. Đó. Rồi. Hôm bữa là con còn có một cái nguyện vọng là mong muốn là có một cái điện thoại phải không? Dạ. Ừ, thì hôm nay là chú Tú với chị Ngọc ở bên Mỹ nha. Sẽ giúp cho con thực hiện nguyện vọng nha. Không, để chú lựa cho. Tại vì con không có biết điện thoại đâu. Đàn ông nội tao nữa đó. Nè con đâu, bây giờ con dòm thử coi. Con dòm thử từ đây qua bên kia coi con thích điện thoại nào, con nói cho chú nghe coi. Con nói là sở thích của con đi rồi chú sẽ lựa sao. Con thích cái điện thoại nào con nhìn thử đi, bây giờ con thích
con nhìn thích cái nào thì con nói chú. Chắc có lẽ là con không có biết lựa đâu đúng không? Dạ. Thấy cái nào cũng đẹp hết hay gì? Dạ. Dạ rồi. Thì tại vì em cũng biết, tại vì đầu tiên là do là bé nó không có biết chữ, cô chú chị ra nó cũng tội nghiệp ha. Rồi, rồi hôm nay thì chú sẽ thay mặt cái 11, 128 ghi là em còn màu đen với màu gì? Em còn màu trắng không? Con có biết iPhone không? Dạ không. Không biết iPhone luôn hả? Ừ. Vậy nào giờ con nghe là các bạn xài iPhone không? Dạ không. Không biết luôn phải không? Dạ. Còn màu đen hả? Ok, em lấy cái màu đen đi. Dạ, gọi lấy màu đen đi. Chú, điện thoại này đẹp hay chú? Điện thoại nào đẹp? Không. À, thấy cái màu xanh nó đẹp phải không? Màu xanh nó đẹp nhưng mà nó sẽ không ngon bằng cái này. Nha. Yeah. Con xài cái này nó mới bền được. Đó. Ngồi anh Phúc, ngồi anh Phúc. Dạ, ngồi chung rồi vui. Em có cái danh sách sim hay gì không? Dạ, à, em nhờ bạn anh okay. Luôn cho. Rồi. Anh xài sim Viettel Mobile. Vina có không? Vina dạ có luôn. Em có cái nào mà 4G mà cho bé nó lên mạng? À, nhanh, em có của Mobile anh. Ngày 5G luôn mà, tháng nào có 100.000. Tháng nào 100.000, chắc khả năng bé không nổi đâu. Em có cái sim nào mà lên 4G mà trong vòng 1 năm không? À, không là nạp tiền hay sao? Đúng rồi. À, em kiếm thử cho anh khoảng bao nhiêu tiền để em báo anh nha. Mà vừa vẫn nghe gọi luôn nha. Dạ, ok, gọi lên mạng luôn anh. Rồi, dạ, ngồi ngồi đây đi anh cho đỡ nắng nè. Ngồi đi con, con ngồi đó đi. Nè con ngồi trong đây nè, ngồi trong đây nè để cho chú quay. Tại vì bé từ đó giờ nó không có biết chữ thành nên nó cũng không có xài điện thoại bao giờ đó cô chú anh chị. Bà ngoại qua ngồi kia tới đi bà ngoại. Dạ. Ok anh ngồi chứ ngồi đến phút. Rồi, rồi cho, con ngồi kế bà ngoại đi. À. Rồi thì hôm nay thì em sẽ thay mặt bữa nay nha. Con vui không? Dạ vui. Con biết cái điện thoại bao nhiêu tiền không? Dạ không. Con hỏi thử cô bán coi bao nhiêu. Con hỏi thử cô bán coi điện thoại bữa nay bao nhiêu tiền. Điện thoại nhiêu cô? 3 triệu. chưa hỏi đó là biết. Con nghĩ là 3 triệu phải không? Con hỏi thử cô bán coi bao nhiêu cái điện thoại. Dạ, hôm nay vẫn còn là 12.490. Dạ. 12.490, nhưng mà nó mới có máy à. Dạ. Bộ kiện tặng kèm nó chưa có cốc sạch. Ừ, dạ, là nó chưa. Cái này nó miễn phí 12 tháng nè. À. Là nó tặng thêm 2 tháng nữa. Là bao nhiêu? Giá sim là 660.000. 660.000. Dạ, là sử dụng cho dụng năm. Nhưng mà điện thoại công ty thì thoại riêng tháng. Nè. Tặng thêm 2 tháng. Dạ. Ok, thì chắc có lẽ là em... Cảm ứng nè. Gọi nội mạng được 120 phút, còn gọi ngoại mạng thì 35 phút trên tháng nha. Tại vì cái sao ra là một tháng tốn khoảng 50.000 ha. Tiền lên mạng cũng được. Tại vì cái khả năng của gia đình của bé thì nó cũng hơi khó. Dạ. Thì chắc có lẽ là lấy cái sim đó luôn. Dạ. Ok em lấy giùm anh. Nha. À em mình cho giùm mình. Còn cái cốc sạc, bộ cốc sạc bao nhiêu em báo cho anh với. Dạ, em lấy luôn kìa. À. Anh có căn cước chứng minh hoặc là giấy chứng minh đăng ký thì em được đó. Con có căn cước hay bà ngoại có căn cước không? Có. Dạ bà ngoại có. Vậy là bà ngoại có, bé có. Bé nó ủa bé nó chưa có làm căn cước ngoài. Dạ, mới có 12 qua tuổi đó là. À mới 12 ha. 14 à 14. Dạ. Chắc tầm lớp 9 lớp 10 mới làm căn cước được. Cái này nó còn học. Dạ. Em mới đi học. Dạ cũng kỹ dữ ha. Dạ. Cô Tâm. 1963. Ồ sinh ngày cũng đẹp vậy ta, 1 tháng 1 luôn nữa. Dạ. Không có đây thường lượng vậy anh. Ủa vậy hả? Không nhớ ngày á. Ủa vậy hả? Không nhớ nổi mấy con lớn tuổi là thường lấy ngày 1 tháng 1 à. À. Dễ, ok. Dạ. Ủa anh nhanh dữ vậy hả? Dạ. Em cho anh lựa cho nhanh. Anh Phú anh thích số nào anh lựa cho bé đi anh. Chứ bé bé nó cũng không biết đâu. Không biết đâu. Lựa đại hả? Để em lựa luôn hả? Để em lựa kỹ quá vậy. Con biết số phải không? Con dạ. Biết số không? Dạ biết. Cho con lựa số. Chứ bây giờ chú cũng không biết lựa số nào cho con thích nữa. Tại vì chữ thì con không biết nhưng mà số con biết thì chú để cho con lựa. Dạ em biết. Nhưng mà tóc này của Apple luôn là 520. Dạ con này của Anker là 299. Nó sẽ có hàng rộng. Chắc lấy Anker thôi mày. Ok lấy Anker. Dạ con được.
À, nhưng mà dây thì có rồi đúng không? Dạ đúng. Ok, vậy thì lấy anh cơ thôi. À, 290 ha. Dạ. À, là đang giảm ha. Dạ, bỏ hành anh 5 luôn. Chứ à. Năm có lỗi là mình lại cái khác rồi. Ok. Đi mình sẽ ạ đó mày. Cô cái số này 57 là 67. Dạ 57 á cô, 257 đuôi. Dạ. Dạ, vậy lấy số này ha. Dạ. 0896919257. Rồi, con quyết định số đó phải không? À, số lên ha, lựa số lên nữa ha. 919 luôn nè. Ký sim em. Ok, em đăng ký sim luôn. Con biết tại sao mà chú lại xin nhà hảo tâm mua cho con cái điện thoại mắc tiền như vậy không? Tại vì á, chú muốn con sử dụng cho nó bền. Chứ mà nếu mà xài những cái loại mà 3-4 triệu thì vẫn được, nhưng mà nó không có bền lắm. Thì sau này chú sợ con xài không bao lâu nó sẽ hư nữa. Thành ra mua cái này nó sẽ bền hơn. Thì ngày hôm nay con nhận được tấm lòng của chú Tú và cô Ngọc ở Mỹ. Chú Tú và cô Ngọc là hôm bữa đã tặng cho con với bà ngoại con là 5 triệu đó, nhớ không? Dạ, ngày hôm nay thì cô chú anh chị thấy là bà ngoại bé xúc động nè. Luôn đó, không có ngờ luôn á. Dạ, con không ngờ hả? Dạ, không ngờ cháu tôi có bằng phước được như vậy. Riêng tôi nuôi hả là không có được, ăn được no nữa. Dạ. Dạ, bạn ba vậy, nó xúc động thiệt luôn. Dạ, quá quý luôn, bởi thành dạ, ra là... quá quý thiệt. Dạ, theo cô thì số tiền này là tương đương với bao nhiêu tờ quế số mà mình đi bán? Vô biết nhiều cho tính cho. Dạ, tính không nổi luôn phải không? Dạ, tính không nổi. Dạ, đó. Quá trời mừng luôn chú ơi. Dạ. Thiệt luôn á. Dạ. Cảm ơn cô chú ở bên... Dạ, chú Tú với cô Ngọc. Dạ, dạ. Chú Tú với cô Ngọc. Dạ. Rất nhiều. Dạ. Thì cũng chia sẻ với anh Phú luôn là anh Tú với chị Ngọc á, hôm bữa coi cái video thì cũng quý tấm lòng của anh, cũng có tặng cho anh phần nho nhỏ để anh đổ xăng. Anh phải nhận giùm em, tại anh không nhận là nhà hảo tâm giận em nha. Anh Tú với chị Ngọc tặng anh 500. Không, anh phải nhận. Còn anh sau khi anh nhận anh muốn làm gì thì tùy ý anh nha. Anh phải nhận cho em, để cho em. Đó là anh Tú với chị Ngọc gửi tặng cho anh. Cảm ơn anh nhiều lắm đã tìm được nhà của bé, giúp cho anh Tú với chị Ngọc thực hiện được cái bước là giúp đỡ bé. Thôi vậy cảm ơn anh Tú với chị Ngọc. Đó, anh phải nhận mới được, anh không nhận là nhà hảo tâm giận em. Con quá trời mừng. Quá trời mừng luôn. Dạ, mừng hết nói luôn. Thì cả tôi cha cắt nuôi cháu đó. Cái ăn ngủ đó còn không muốn được yên nữa, phải được cái gì. Dạ. Nuôi họ 4 tuổi, giờ đứa này cũng 4 tuổi nữa nè. Ừ, một tân một mình chứ. Dạ. Không phải gì là chồng á, là hồi sanh mẹ thằng này á là sanh có một mình mới từ quyết tâm là trong lòng là thôi luôn. Dạ. Ly dị ly thân luôn đó. Dạ. Là gán nuôi. Dạ. Luôn. Dạ, không phải, cũng như mình gán nuôi nhỏ nhỏ đó má. Dạ. Thằng này á, rồi sanh đẻ một mình là cậu biết là. Dạ. Đi biển là một mình rồi từ từ là thôi ổng luôn. Dạ. Mà ở trong nhà gì mình ai nấy ăn đi. Dạ. Mà có đồ ăn đồ ngon gì một chút á thì bút cho ổng một chút vậy rồi. Dạ. Dạ, cái tình của hổng tình cũng còn cái nghĩa. Dạ đúng rồi. Dạ. Hôm nay là mà cô thấy cháu mình nhận được cái phần quà là rất là mừng luôn. Dạ. Ôi mừng thiệt, hết biết là tôi phải tới chết còn cho mua cho được nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại cái giá trị cái điện thoại này rất là cao. Dạ. Dạ. Ơi. Rồi giờ chi? À, ok em làm đi. Dạ. Đó thì cô chú anh chị thấy đó. Cái bên em như đâu có bán kính cường lực phải không? À, dạ, à, kính tôi là cái phone 11, còn chị dân kiểm tra giùm em thử. Dạ cô, con xin chụp cô tấm hình nha. Dạ. Đó, cái này làm sim nè cô chú anh chị. Bên mình đồ cô về bên trái con. Người trai. Dạ đúng rồi. Dạ con nhìn con nhìn con nha. Ừ. Dạ con nhìn thẳng lên con. Dạ con cảm ơn. Dạ rồi xong. Con cảm ơn con. Ừ. Nó khoai không có chụp người ta nữa. Con biết là trong các dòng điện thoại là hãng iPhone là điện thoại tốt nhất hiện nay. Đó. Biết chưa? Hôm bữa con thấy ai xài. Hôm bữa con thấy ai xài con nói chú nghe. Cô kia xài á, rồi chú kia xài á, rồi con tử điện thoại đó 3 triệu. À, tử điện thoại 3 triệu hả? Con ngồi xuống. Con biết cái điện thoại mà chú đang quay con là bao nhiêu tiền không?
con nhìn cái điện thoại nè. Nè. Cái điện thoại mà trước đây quay dạ, từ 50, chung mua tới 50 triệu rồi đó. Quen. Rồi bữa nay nhận được phần quà thì cảm giác sao nè? Dạ con rất vui. À, con nhắn gửi gì với chú Tú với cô Ngọc ở Mỹ không? Dạ, người đã con, tặng cho con ngày hôm nay. Con dạ, cảm ơn cô chú, chú Tú với chú Ngọc. Con cảm ơn cô chú với cô Ngọc giúp con. À, rất nhiều. Rất nhiều. Tại từ nhỏ tới lớn con muốn có điện thoại. Nhưng mà không chưa có bao giờ có được cái điện thoại đúng không? Dạ. Còn điện thoại bấm thì bà ngoại xài rồi chứ mình cũng không có luôn. Con xài điện thoại cùi bắp đã ngoại điện. Không có gì điện. Có điện. Có xài điện thoại cùi bắp đó. Dạ. Mà không có nạp tiền đâu, có gì điện kia nó đâu có đâu vậy đó. Chứ tiền cũng đâu có đâu, dạ. Khó khăn mà. Dạ. Đâu cho chú coi coi điện thoại cùi bắp đâu. À, thì là nãy anh điện cho bà ngoại hay là điện cho bé? À dạ. Con nhớ số con không? Không. Con đâu biết số đâu, tại vì con đâu có điện cho ai phải không? Dạ, không có tình. Bây giờ có cái điện thoại thì chú sẽ nhắn gửi cho con nha. Dạ. Là sau này con cố gắng sử dụng cái điện thoại vô cái mục đích là nói chung là phục vụ cái cuộc sống của mình. Nhất là dạ. Con nhớ là sau này mà nếu mà con có may mắn con đi làm được lớn lên hay gì đó, con nhớ tấm lòng của nhà hảo tâm là chú Tú và cô Ngọc đã giúp cho con cái phương tiện có thể nói là không thể thiếu được ha. Rồi sau này làm được thì lo cho em cũng như lo cho ngoại nha. Dạ. Nhớ không? Dạ. Rồi. Rồi có gì không em? Xong chưa? Vậy là xong rồi. Anh kêu em xin phép em. Ok. Rồi lấy tiền đi. Bao nhiêu? Vậy bảo hành số của cô là số điện thoại. À đúng rồi. Anh ha. À. Cô xài số đó bao lâu rồi? Dạ số vô số 60 á hả? Dạ. Dạ sợ cũng 10 năm hơn. 10 năm hả? Dạ. Cái này bà ngoại con làm hư rồi. Cái này là cái cục sạc. Cái cục sạc. Dạ. Nè chú cứ nữa chú sẽ cho con mở cái máy nha. Rồi cô anh bao nhiêu tiền nhập cầm? Thì ở đây là anh Tú chị Ngọc gửi cho em là còn 14 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Cái... con mừng quá cả cuộc đời con luôn á. Cuộc đời con. Nếu mà con xài bền á, xài tốt á thì cái điện thoại xài 5-7 năm là bình thường. Yeah. Còn những cái điện thoại 3-4 triệu thì xài chỉ 1-2 năm là nó muốn chậm rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nó sim đó tôi xài á, cái điện thoại đó luôn tới giờ. Dạ. Yeah. Con mừng con tới con chạy xe không nổi luôn á. Mừng chạy xe không nổi luôn hả? Gột chiều nay nghỉ bán vé số luôn hay gì? Yeah. Còn có hai mấy tờ. Dạ. Ngoại thằng em nó đang sang rồi. Nó vui đó, em con nó vui đó. Sau này có chị có em cho em nó mượn điện thoại chơi rồi. Nhưng mà còn kiếm được lực không em? Dạ, kiếm được lực thì em hết, nhưng em có miếng dán chống chè. Chống chè chắc không chịu nổi đâu. Dạ, anh thông cảm. Anh biết chỗ nào bán kiếm được lực không? Bán dung sao ngoài? Dạ. Bán kiếm được lực á. Đến mắt ngoài đỏ nào. Dạ, xin có thể chạy qua sau lưng. Đến với Vũ được không? Dạ. Dạ được, một số tiệm điện thoại anh muốn nói thử. Đang ngay nhà. Dạ. Vậy là dạ. Chút xíu hai ngay nhà anh luôn hả? À vậy thì quá tuyệt rồi. Dạ. Vậy chút xíu em thả nó đó rồi anh dán luôn. Dạ. Nha, tại vì bé nó còn nhỏ chứ nó số điện thoại cô hả? Đứa em á. Dạ. Dạ cho con xin. Nó không có ổn định được á. 0973 187 160. Vậy là em lấy số điện thoại của cô là bảo hành. Đúng rồi. Sau này cái số điện thoại của ngoại con là số điện thoại bảo hành cái máy. Nếu trong vòng một năm mà con xài bị gì đó thì con đọc số điện thoại của ngoại. Con đem cái máy vô đây cho mấy chị bảo hành cho con. Dạ. Con đọc lại cô kiểm tra lại con nha. Dạ. Dạ 0973. Mà chú cũng đang thắc mắc là con không biết chữ mà mình để con xài bao lâu con. Dạ dạ đúng rồi. Nhưng mà chú nghĩ thì con sẽ sử dụng nhanh thôi. Tại vì thấy con lanh lợi mà. Còn cái này á đi bán không cho nó đem theo đâu. Để tôi giữ tới chừng về nhà mới được. Chứ vậy là nó... Tới mười mấy triệu luôn. Dạ nó bé nó giật rồi thì không về được. Về nhà cô cho nó xài không được. Nhưng mà cô... tại vì... cái đó là cái niềm mong muốn của bé. Dạ. Dạ. Chắc có lẽ là ngày xưa anh Tú với chị Ngọc cũng trải qua cái thời điểm giai đoạn hồi trẻ khó khăn á. Dạ. Thành ra khi thấy bé nó thiếu mà thốn tình thương của cha mẹ đó. Dạ. Với thiếu về cái những cái phương tiện đó. Đó, về cái niềm vui đó. Nghe là cô Tú chị không Ngọc, anh Tú với chị Ngọc cũng vậy. Có con là cùng sao vậy đó.
Rồi con mê điện thoại là con không được bán số, là không hết số là ôm số. Nhưng mà con mê điện thoại không được. Dạ, không được có đâu. Nghĩa là con có điện số thoại này nhưng mà khi nào con bán hết rồi con về dạ, con chơi. Chơi. Yeah. Tại vì được. Con mình phải để công việc nó quan trọng nhất. Sau đó thời gian rảnh thì mình mới chơi. Con hiểu không? Dạ. Thấy không? Thấy điện thoại, mê điện thoại con gái thấy không? Nhiều lắm á. Cũng nên, dạ. Dạ, cũng nên kỹ vậy. Vậy đó. Dạ. Quan tổng cộng là? Dạ, cái sim là 660 ngàn. Rồi, ok. Dạ, còn cái app adapter sạc với lại cái iPhone là tổng cộng là 12.780. Rồi. Dạ, vậy em nhận cộng hết cho mình. Dạ, là 13.440 ngàn. Xong okay. Mình gửi anh cái hóa đơn nha. 13.400. Dạ, 40. 13.400. Dạ, 40. Dạ, 40. Dạ, 40. Chú nói này là chị Ngọc cho mình, cho con điện thoại. Con thấy cái điện thoại là cực kỳ mắc tiền không? Có nhiều người lớn tuổi là đi làm có tiền nhưng vẫn chưa mua được cái điện thoại này đó. Chưa. Tại cái giá nó rất là cao. Đó, mà con thấy con may mắn tới chỗ nào không? Tại con không có tiền hoàn cho nên con mới mua điện thoại. Thì đó, thì bà ngoại nói đúng đó, tại vì cái điện thoại nó mắc tiền. Thành ra là con phải, nè, nếu mà con muốn nhanh chơi á, thì con phải nhanh bán hết giấy số. Về thì con có dư thời gian thì bà ngoại mới giúp cho con chơi được. Con hiểu không? Đó, con muốn chơi sớm thì bắt buộc con phải bán sớm. Bán cho hết, con đi về bán coi. Bán cho hết, để về chơi, thấy không? Tại vì khi con bán hết xong rồi thì bà ngoại sẽ đưa máy cho con chơi. Dạ. Nhớ nha bà ngoại, nhớ dạ, bà ngoại đừng cất luôn nha bà ngoại. Dạ, không có cất luôn đâu. Cái dạ. Điện thoại này cũng có dắt tối nó về ăn cơm nước cho coi trước ăn chút. Dạ. Rồi kêu ăn cơm rồi hát cho coi tiếp dạ. Đi. Được nửa tiếng gì đó là lấy điện thoại lại. Dạ. Đó, vậy đó, dạ. Cho ngủ. Còn bây giờ mà con dạ. Có điện thoại thì nhớ bà ngoại nhớ là khi mà bé bán xong á phụ dạ. Giúp cho bà ngoại xong rồi bà ngoại nhớ đưa điện dạ. Thoại cho bé nha. Dạ dạ. 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 Thì cô chú nãy xuống hội đâu tiêu rồi. Ngoài cục nước ngoài khôn thôi con ở ngoài cô chú. Ở đây thì anh Tú với chị Ngọc có muốn liên hệ với bé thì có thể là liên hệ qua số điện thoại này ha. Còn bé thì chắc là tạo Zalo với Viber thì chắc có lẽ là khoảng thời gian sau này thôi. Dạ. Dạ. Kỹ quá ha. Đem theo. Bây giờ cô điện thoại cho chú nè, đưa cho chị Hai đi con. Chị Khui nè. Rồi, Khui nè. Bây giờ chưa biết Khui phải không? Bây giờ con lục đi, khi nào con lục thấy cái chỗ Khui thì thôi. Còn thôi con tìm hoài đi. Thấy chỗ Khui chưa? Con cứ tìm đi, tìm khi nào ra thôi. Còn thôi ở lại đây luôn. Vui, vui quá trời vui luôn. Ủa anh hả? Cảm ơn em. Nhân cả. Ở đây quá đời, chú anh chị. Ok. Cô thấy rồi hả? Rồi coi chừng gớt nha. Cẩn thận nha, chậm thôi, từ từ thôi. Mình chú chỉ thấy gương mặt hạnh phúc không? Mở cái này trước hả? Để đó, để tôi thấy con, để chị. Cho nó đều, mở lên đều á. Ừ, ngoài cũng kỹ, mở lên đều ha. Nó sẽ con mở được. Rồi con cứ mở thì mở khi nào xong thôi. Khi nào? Wow. Thích không? Đẹp không? Đẹp. Không có, để hộp để đựng mà. Cẩn thận nha. Gớt mỏng có cái thứ hai luôn nha. Rồi cái này ra hả? Kiểm tra chị nó có chày có mớt không? Con nhìn thử coi có chày không. Sao mở không được vậy chú? Nó không phải đẹp bên thôi. Kiểm tra ngoài trước đi rồi chị khởi động vô trong nha. Cầm cẩn thận nha, chắc vô nha. Dạ, đẹp. Đẹp không? Mát tay luôn. Mát tay. Dạ, hết. Được chưa? Được cái này. Dạ. Rồi. Rồi chị sẽ chỉ cho con cái nút mở nguồn với tắt nguồn. Dạ, dạ con biết rồi. Biết không? Đâu, biết cái này. Cái này là mở nè. Mở rồi. Mở đúng không? Mở tay. Đâu một nút thôi, một nút bên kia là nhấn giữ nút bên kia thôi. Dạ, đúng rồi. Lên chưa? Lên thành chưa? Lên chưa? Vậy chưa? Rồi đưa cho chị mở đi. Rồi, lên rồi, lên rồi. Rồi, đó. Rồi, rồi. Quay sang chú xem coi. À. Bữa nay là nhận quà từ nhà hảo tâm ở Mỹ ha. Là xài cái điện thoại ở bên thương hiệu Mỹ. Dạ, chị xếp chị cài máy. Rồi con biết sạc không? Dạ, dạ biết. Rồi, xếp chị hướng dẫn. Dắn được sạc đó đúng không ạ? Đang lấy hộp đó chơi đi. Gắn sim vô luôn. Có, thấy chưa? Làm cho bé.
rồi bé nào giờ bé không có biết điện thoại là gì hết. Rồi đưa cho chị đi con. Bây giờ là chị phải tạo cái tài khoản iCloud cho con nữa, con mới tải mấy cái ứng dụng được. Cái đó là cái dây sạc, còn cái củ sạc nằm đây. Còn cái này là gì vậy chú? Dạ, dạ. Nó mở bả. Cái dây này là sạc chứ. Cái điện thoại đó, nhưng mà có cái củ này. Ủa? Đúng rồi. Đó, không biết lấy ra không? Mấy cái cũ quá ta. Cái cũ màu trắng trắng lắm. Đúng rồi. Cái này gắn vô đây. Đúng rồi, cái đầu này sẽ gắn vô trong đây. Cái đầu này sẽ ghim sạc. Nghe không? Cái cục này ghim vô ổ điện nhà nè. Dạ. Cục này là gắn vô đây, còn cục này gắn vô điện thoại. Đó, chị chỉ kìa. Rồi chị chỉ kìa. Cái hộp đó. Để anh em cái này. Đầu nhắm vô đây. Nhắm vô cho nó. Dạ. Giờ là em bỏ bọc đi đâu. Dạ. Xíu em bỏ bọc lên. Cho bà ngoại giữ. Thì cái này cũng ghim ổ điện nha. Nhưng mà khi nào em sạc em mới ghim vô còn không sạc rút ra nha. Sạc đầy máy rút ra nha. Dạ. Cho em. Ừ. Dạ. Em. Cái này chưa làm sao mà. Ủa? Ủa trong này có gì không con? Ừ thì con gỡ dở xem thôi, nó có gì trong không? Muốn muốn tò mò thắc mắc thì gỡ coi đi. Quá trời mà. Cái này là bán tới gì gần 14.000 tờ giấy số. Mới là được như đây anh. Gần 14.000 đó. Yeah. Rồi thì chia sẻ luôn với bà ngoại nha. Yeah. Số tiền này là số tiền còn lại từ tấm lòng của anh Tú và chị Ngọc. Yeah. Rồi gửi đến cho bà ngoại. Yeah. Để bà ngoại tiếp tục sẽ mua thức ăn để lo cho bé. Yeah. Là còn 1.600.000. Yeah. Chút xíu mà dán nhiêu thì ngoại đưa cho anh Tú trả cho người ta nha. Dạ dạ. Yeah, yeah. Là kế bên đó. Yeah. Yeah. Thì người ta dán, tại vì dán cường lực với cái ốp lưng nữa cho nó đảm bảo. Tại vì bé nó xài thì chắc chắn khi nó lửa lại nó lửa đang có tặng ấp lưng thôi em. Dạ không. Nó không có tặng. Ở đây có ấp lưng không? Ở đây có mà. Dạ có. Dạ ấp lưng thì mẫu này Ngọc kiểm tra cho em. Có mua cho nó đây chứ. Dạ. Dùng 11 cái cũng khó kéo. Quyền không? Đâu có ra được. Cái đặt lưng á. Ừ, ấp thêm. Ấp có lưng mới đẹp đúng không ơi? Ừ. Chứ ấp lưng nào mà có không gì á. Thì ấp lưng mới đẹp. Thế đẹp. Ừ. Cái cô ra cái Nguyễn. Cô mới biết cái số cái máy đó đi, cái ấp lưng đó được. Thầy học quá vậy. Ừ. Rồi con ngồi đi. Nhưng mà có thì chị sẽ nói con. Này. Chừng nào con muốn cà phê con mượn. Nó từ cái dòng iPhone 11 trở về sau là cũng sạc. Cái này cũng có xài không con? Cái là tặng cho con. Nó không đem về làm kỷ niệm thôi. Ủa, còn cái này là gì? Cái đó là cái cây chọt sim đó con. Cặp đi gắn sim đó. Cái này. Ừ. Còn này thì cho em con ha cô. Ừ, được. Thương em ha. Những cái nào không xài là cho em ha. Cô đã xài là cũng mình phải không? Thích không? Dạ. Thích nhớ không nhớ bấy số nhanh nhanh về chị mà ngoài. Dạ. Bên em hết hàng còn 3 không ạ. À?
dạ. 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 Thông cảm thêm em. Dạ được, dạ. Ủa con điện thoại này á là bò hả cơ? Được, Apple đó. Thấy hình chế táo không? iPhone. iPhone. iPhone mười mấy rồi. Cô, iPhone mười mấy vậy? 11 bất con. À cái đó con nghe rồi, iPhone 11 triệu là mắc lắm. Ừ. Apple thì lúc nào iPhone thì lúc nào cũng mắc đúng không? Mắc nhưng mà nó đúng với chất lượng. Tiền nào chất lượng đấy con biết không? Tuy nó cao giá nhưng mà nó xài rất là bền cho con. Là cái tờ giấy này là quan trọng lắm nha. Hồi mấy chị đưa cho con thì bà ngoại cất phải kỹ cái tờ giấy này nha. Dạ. Cái tờ giấy này là cái tờ giấy tài khoản. Dạ. Mà không có cái tài khoản này á là. Dạ Lê Thị Tiết Hằng. Tiết Hằng hả? Dạ. Hàng. Lê Thị Tiết Hằng. Sao không có hỏi tên con kìa? Ồ, con ra nghĩa mà. Con tên gì? Con tên gì cô hỏi nha. Con tên Nhân. Thạch Trọng Nhân. Thạch Trọng Nhân. Lê Thị Tiết Hằng. Dạ. Lê Thị Tiết Hằng. Lê Thị Tiết Hằng. 2009, mùng 5 tháng 6. Mùng 5 tháng 6. Dạ. 2009. Rồi nay còn mấy chục tờ số giờ quyết định để dành dò luôn hay dạ, là dạ không có giấc kiều bán hết à chứ. Dạ 3 giờ từ 3 giờ 4 giờ là bán hết tiếng rồi. Dạ. Trời. Không được. Cố gắng bán. Dạ. Chứ tính đâu còn chịu mấy thôi nhiều lắm cả. Dạ. Món quà này với mừng không rồi. Quá mừng luôn. Mừng quá trời luôn. Chuyện gì thì điện thoại nè. Quá đã lại. Tôi ăn lại. Được hai đứa này cũng thủ phỉ cũng đủ rồi ơi. Ơi. À. Bà ngoại lo hết luôn còn cái gì. Bà ngoại lo hết thì mới tới giờ này mới được nhận quả như thế này chứ. Chúc con nằm mơ không được vậy luôn á chứ. Nằm mơ cũng không được vậy luôn đúng không? Dạ. Con nhớ ai tặng không? Dạ. Cô Ngọc. Chú Tú hay cô Ngọc. Đúng rồi. Đó giỏi. Sống ở đời á. Nhớ là, ơn sau này lớn lại. Là biết ơn và biết nhường nhịn là con nhớ hai cái đó thôi. Ủa, đảm bảo đã nhường nhịn là con nhường cho những người lớn tuổi, ví dụ như con gặp bà ngoại con hoặc là những cô, những bà, những ông nào mà yếu già thì con dìu dắt đi qua đường chẳng hạn. Đó là nhường nhịn hả? Đúng rồi, đó là nhường nhịn đó. Con cũng vậy đúng không ạ? Ừ đúng. Ở những người lớn tuổi thì sẽ già yếu hơn mình, hiểu không? Dạ. Nói qua nói lại tôi ba đứa con toàn là không có người nào mà vợ có me hay là chồng có me gì hết. Việc dạ. Hết luôn. Dạ. Tại hồi đời tôi á là tôi chê người ta. Dạ. Cái một tiếng một câu á, chăn bò nó nói hả, miên lai 12 lỗ đít, bít lỗ này cũng xì lỗ kia, mấy đứa miên lai này nó khó ưa lắm. Rồi vô tới chừng lớn rồi đi, coi đâu có chịu. Yeah. Ồ, có một tiếng đó luôn, nhớ suốt đời luôn. Thành ra giờ quyết định lấy dạ, quyết việc hết. Không giống, tới chừng con nó trả lại hết luôn, đủ. Dạ. Yeah. Ở cái tài khoản thì nó hơi khó thôi, cô chú anh chị có hơi lâu một chút. Cái này con để đồ đồ nha ngoài. Cho chị hai đựng bút bê. Là chiều nay coi phim được không chú? Được rồi, chú mua cái sim này cho con á, là con lên mạng thoải mái luôn. Trong vòng con không có lên mạng, con quay. Trong vòng 14 tháng luôn. Yeah. Là 14 tháng là con không có còn phải tốn tiền con lên mạng. Con quay TikTok đúng không mày? Tại vì ở nhà thì chắc cô đâu có vô wifi đúng không? Dạ không. Quay không? Biết không? Tại vì con đi. Tại con làm cho bà ngoại. Làm gì? Là con quay TikTok ở trong điện thoại ngoại á. Ngồi xuống tư thế cá nhân. Em tạo cho nó một phần cấp khúc luôn. Để cho nó cắt ghép video. Từ từ nó mò biết hết rồi. Tính đi nhỏ giờ nó nhảy lắm. Mọi thứ tắm mấy tấm này để đây đúng không ngoài? Đúng rồi. Để sao cũng để được coi. Vui quá hả? Dạ. Vui còn 1 giờ 41 rồi. Vui quá trời luôn, đúng không ngoài? Vui quá trời luôn.
Mà bà con thay về ba liền à. Bây giờ bà ngoại có muốn đi bán trước không? Dạ không, còn đi theo. Bán kịp không? Kịp. Dạ kịp. Dạ, dạ. Tại sao nhiều khi làm tới 2-3 giờ nó không kịp? Dạ không có. Dạ được hả? Dạ. Thằng đó anh mới kịp. Chừng nào sổ số mà còn số mới bán kịp đúng không ạ? Ừ. Vậy vui ha? Vui. Vui mà có. Các bạn nhân viên của Thế Giới Đọc như được quan tâm lúc nào cũng dễ thương. Nói gì? Đó là cái gì? Nói ngoại nghe ra cái gì? Nói cho ngoại biết chút đi. Con thích cái hộp hay cái máy hơn? Con thích nào hơn? Thích cái nào sao cô thấy con cầm cái hộp không vậy? Biết á, biết bò, biết cái phận của mình là chỉ cầm được cái hộp thôi. Nếu mà xài hết mà mạng 14 tháng thì con gán cố gắng con để dành tiền rồi con nạp mỗi tháng chứ sao nghe. Sau 14 tháng là con phải tốn tiền rồi đó. Còn bây giờ là chú mua cái sim này là con khỏi tốn tiền trong vòng 14 tháng. Là bữa nay là tháng 7 ha. Tháng 9 năm sau. Tháng 9, hết tháng 9 2024 là con phải bắt đầu con nạp tiền. Một tháng là tháng bao nhiêu? Tháng 100. Cái này con để đựng đồ. 120 chục cái sim này. Con tưởng mua điện thoại khỏi cần sim chứ. Khỏi cần sim thì con không có đăng ký được mấy cái mấy cái ứng dụng hiểu không? Tại chú tặng thêm sim cho con á. Chú mua cho con là dạ. Trọn bộ luôn rồi đó. Nói chung là không có còn thiếu gì nữa hết á. Mà con gán xài sao mà qua năm sau. Như cái gói này nếu mà mình xài hết rồi á mà qua năm sau còn cái gói hỗ trợ nữa thì con ra cô hỗ trợ cho. Còn nó hết á thì mình đăng ký gói mới. Dạ. Hỗ trợ đăng ký gói mới nha. Đúng rồi. Bọc nha, nghe si. Hồi có chạy đôi giày bê tin không ạ? Ừ. Tôi dọn một chúng bạn á. Sao? Cô nói gì? Hồi đó bán hết chỉ số có được chạy đôi giày bê tin không? Bán hết, sửa. Nhưng mà bây giờ hiện tại là con đi được chưa? Dạ, đi hơi được. Đôi giày ba chin con đi được chưa? Dạ, đi té mà. Đi té hả? Rồi điền hồi đi té cho chú quay nha. Tại vì nhà hảo tâm bữa tặng cho con đôi giày ba chin mà chú chưa thấy đôi giày nữa. Thấy gì chú Phú gửi qua chú thôi. Nhưng mà chú muốn thấy con đứng trên đó, giờ con đi. Con té sao cho càng đẹp thì chú quay càng đẹp. Té càng nhiều càng thích. Sẵn mình bày láng đây nè. Dạ. Lại chú ra chơi. Dạ, cho quay trường nha. Dạ rồi, sẵn làm luôn. Cho chú Tú với cô Ngọc xem chứ. Cũng như là cô chú khác xem video nhé. Nhiều cái té nhiều cái không? Ừ, không té thì nó quá hay rồi. Nhưng mà té nó mới vui. Con đau nhưng mà người khác vui. Mùa mưa là nhanh quá. Rồi được, vô được máy lạnh rồi. Vô máy lạnh thích không? Thích quá trời. Vui quá. Vô được máy lạnh ha. Máy lạnh mát như vậy á. Mà khách mua thì đồ còn ăn cắp cũng được đúng không ạ? Cái máy với cái cục cáp sạc là 12.780.000. Cái máy là 12.480.000 này. Cái này là cái sim này là cái gì đó. Sim này là sẽ nghe gọi và lên mạng được 14 tháng, 660.000. Là mãi là 13.450.000. Mà con mừng quá lãi con. Con mừng ha, chị hai có mà con mừng phải không? Con mừng. Mà ăn coi ké, coi ké. Coi ké. Dạ, coi ké. Để đó đây con. Coi ké. Được không? Cái này là dán. Ừ, cho tôi không muốn dán đâu, dán. Con dán đầu nằm á, tối ngủ nằm mơ tới giá 8. Tôi bụng quá lấy ăn. Đâu cho em trái táo ăn đi. Trái táo
Đây, đây, đặt mai cô cho nó. Cái sáu đầu. Dạ ngà, lắp chắc quá. Lắp chắc quá. Cái sáu cho em. Cái này của điện thoại mà. Cái nhân kìa, cái nhân kìa, phân kìa. Được, 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 con lấy cái micro cái mọi. Dạ. Ngoài đi qua coi tivi hay gì đó. À, ngoài đi toilet, ngoài đi toilet. Cái ứng dụng là sao? Ứng dụng như là TikTok, người ta gọi là ứng dụng đó, con hiểu không? Tại giờ là chị làm trước cho em Facebook, Zalo. Hay là chị làm trước, chị làm cho em trước ha. Chị làm TikTok cho em đi. Chị làm cho em trước, về mà em cần tải gì em cứ bấm cho em tải cho chị ha. Ở trong này nè. Còn nếu mà em làm không được thì em cứ ghé. Đi nghe em ghé, em gặp anh chị nào cũng được nha. Chị tải game được. Được luôn. À. Cái này là chú mua dung lượng 128GB đó. Là nó lớn luôn cho con đó. Em thích game. Bấm vô chỗ A. Tại cái dòng này nếu mà anh mua 11 là 64GB thì nó trống chừng khoảng chừng 50GB. Nói là nó lên xuống vậy đây. Đúng rồi. Vậy đúng rồi. Mà mấy đứa nhỏ bây giờ nó tải nhiều lắm. Pin này còn. Nha là em còn 59. Xin nhờ Tâm mua cho. Chị có bật luôn. Trong pin sẵn rồi. Ở đây nó. Dung lượng pin nó sẽ hiện trong cái cục pin này luôn nè. Em cứ em nhận bấm em tải. Chú anh chị thấy gương mặt rạng rỡ không? Quá trời vui mà hôm bữa cái về chiều qua tên đã vui rồi, này cái điện thoại em cứ ghé vô chị nha. Em làm cái nào cũng được. Ủa vậy hả? Không hoài luôn hả? Giá quả này ngon đó, là nó lại nó hỏi hoài luôn mà nó không mua. Làm ta lấy nó 650.000. À. Hỏi hoài luôn, lúc mà hỏi giờ con mua đâu. Cái nó nói là mua ngay chỗ này nè, là 650.000 là chỗ Hùng kế nhà. Phú mới dắt lại, nói thôi nó hoàn cảnh nó vậy, bán 500. À, là nó còn dư tiền nữa đó, đó là dắt lại là người ta bớt 150.000 chứ nó đi hỏi hoài luôn ha, nó lại nó hỏi người ta, à, nó hỏi mấy bữa rồi. Nhờ chú Phú con đỡ được 150 nữa thấy chưa? Chú, quay mốt lần sau quá là con biết ơn chú, con kêu chú phần ba nuôi luôn á. Trời ơi, chú hai đứa con gái rồi thêm đứa nữa chú lo không nổi. Con mang ơn người lớn nhất là chú Tú với cô Ngọc đó. Dạ, là tặng cho hả? Con, đúng rồi, tặng cho con hết hai cái niềm mong muốn của con luôn, là đôi giày ba tin và cái điện thoại. Dạ. Đó, chú chỉ là người trung gian đứng ra chính giữa thôi để trao cho con thôi. Ừ, nhưng mà người có ơn lớn nhất là hai nhà hảo tâm đó ở bên Mỹ đó, tặng cho con đó. Nè. Ngồi đi con, đừng có chạy đổ đồ của người ta. Ừ, ngồi đi. Cũng ngoan, cũng kêu một cái là nghe là được. Mở nhà nó chửi con hoài luôn á. Ừ, con trai mà. À, ok. Em cứ làm đi, bữa nay cũng dư tiền rồi, lỡ có ế với số thì cũng bù qua được. Thấy chứ, tội nghiệp, nhiều khi cái hoàn cảnh nó... Nó sanh ra không có được may mắn mà được nhà hảo tâm thương vậy còn gì bằng. Xe đặc biệt tới 7 triệu luôn á. Ừ. Hả? Hai con không có nói đâu, nói là mấy công chứ mua nữa tốn tiền. Mua gì 7 triệu nói chú nghe coi. Xe mua gì? Muốn mua gì 7 triệu? Ừ? Xe đạp điện hả? Xe đạp điện thôi, đạp xe đạp này đi để cho có sức khỏe. Xe đạp. Không phải. Toilet. Cái gì? Toilet. Hả? Toilet. Toilet hả? À xây cái toilet 7 triệu à? Không. Chứ cái gì? Mấy triệu cũng được, tại nhà con không có toilet. À, nhà con không có toilet hả? Đi nhà ta không à? À, rồi con xin vô nhà người ta có giờ người ta không cho không? Dạ có cho. À. Ờ, à, thấy thương vậy. Ủa nhà bự nhưng mà không có xây được sao ta? Ủa cô, còn nhà cô bự, nhà cô thấy đất cũng nhiều quá mà không có xây được toilet hả? Đi bằng bô không à? Dạ. Đi bằng bô rồi đổ đâu cô? Đổ xuống sông. Bởi vậy chứ giờ đâu giờ. Tội quá trời. Dạ. Rồi sao con biết toilet đó 7 triệu? Dạ không phải. À. Con đón đại. Đón đại. Giống như đón đại điện thoại 3 triệu phải không? Dạ.
mà nay điện thoại là tới 13 triệu mấy rồi đó, cộng hết luôn mấy cái kia đó. Dạ. Con nhớ là con nghe lời bà ngoại nha. Dạ. À, tại vì bà ngoại là người lo lắng cho con đó, thì con mới được bây giờ đó. Chứ mà lúc mà con bị phỏng mà không có bà ngoại là không có còn con bây giờ đó. Ừ. Nhưng mà con nhớ là bà ngoại nhớ là khi nào bé bán hết thì cho bé xài nha bà ngoại. Bữa nhà không có cơm, nhà tắm, toilet. Mới biết luôn anh. Dạ đó. Nhà sau đó cậu thấy không? Dột nát. Dạ. Còn miếng lá nào mà cũng muốn làm đó, có gì đâu là. Chưa. Lá một có một mùa một là hết rồi. Chưa có đi ra phía sau. Dạ. Chú. Dạ. Cái nhà của cô á là nếu mà thật sự nha là nhiều nhà hảo tâm á, nhiều nhà ở bên Mỹ người ta thích lắm á. Dạ ở giữa đồng nhưng mà xung quanh là ruộng lúa. Ngoài chục lê con hoài lên á. Ngồi đi con, ngồi yên đi con. Ruộng lúa mát mẻ rồi phía trước là một cái con kênh nữa. Con kệ chung á. Ngồi đi con. Đừng ăn hiếp chị nha. Nhiều người xem video của em là cô chú nói là căn nhà đó mặc dù nó thiếu thốn nhưng mà nó được vô một cái vị trí mà nó mát mẻ mà nó yên bình anh. Mà đa số thì cô anh biết là nhà thích với nhau. Dạ. Xung quanh. Khi mà tới cái độ tuổi mình lớn tuổi rồi mình cần cái cảm giác thư thái à. Nó không có còn phải bon chen để kiếm tiền nữa. Mà trẻ thì phải làm, không làm thì làm sao mà sống thoải mái gì già được phải không? Bởi vậy. Nó ra ngoài ấy quay lỗ chút, có mà gió mát rồi đó. Mẹ nó làm nó đuổi nó đi, nó đâu có đi, nó không có chịu đi, đứa nào cũng chịu đi hết, đi theo mẹ đi. Mà ngoại thương hơn thì đâu có đi với mẹ làm chi. Mẹ con cho ngoại hơn con nuôi mẹ con. Mẹ con thấy con lên truyền hình không? Dạ. Dạ thấy. Mẹ con thấy không? Chứ. Không có thấy đâu, không có nghe đâu. Dạ. Mẹ con lên truyền hình được không ạ? Lên cái này là còn dữ hơn truyền hình nữa đó con. Lên cái này là toàn thế giới người ta thấy con luôn á. Biết thế giới không? Là những cái nước khác á, à, những người mà dùng cái ngôn ngữ khác, nói chuyện như tiếng Anh nè, tiếng Pháp nè, hiểu không? Con chỉ biết đếm số tiếng Anh thôi. Ồ, vậy là không biết tiếng Việt mà là biết tiếng Anh hả? Giờ là thích hơn tiếng Anh hơn phải không? Nó chọc chị nó hoài luôn, chú anh chị thấy đó. Chứ nó cũng vui đó. Em nghĩ là nhiều khi mình ở nhà đất nó cũng có lợi thế anh. Điện thoại gớt ít bên nào bể. Thịnh nó không có đá, nó không có đá dâm á. Này, có gì con? Zalo chị đăng ký cho em rồi. Mình đã tạo Zalo mới giúp các bạn. Vì vậy em có người thân mà sử dụng Zalo muốn các bạn. Em bấm vô nhìn chị nha. Bấm vô đây nè. Mình chọn thêm bạn. Mình sẽ nhập số điện thoại người đó vô. Con về con mò đi nha. Nó không biết chữ luôn em ơi. Thành ra tội nghiệp nó không biết chữ luôn á. Ờ đúng. Chị ghi số điện thoại em đây xong rồi về chị nào em cứ đọc số điện thoại cho mẹ. Nhờ mẹ kết bạn ha. Nhờ mẹ kết bạn rồi mình gọi cho mẹ. Hai ông phim. Rồi đây. Facebook, Zalo thì chị cài đặt sẵn rồi. Em cứ bấm vô làm xem. À em cho nó cái YouTube nha. Được nha. Dạ, yeah, ok rồi. Ok. Rồi, okay. Thích không? Khi sau này mà nếu mà con xài cái gì con không hiểu á, thì con sẽ đem cái máy lại nhờ mấy chị hay là mấy anh chị nghe không? Dạ. Yeah. Con không hiểu cái gì hay con muốn tải cái gì? Dạ. Chừng nào tải xong cho em coi. Nhưng mà nếu mà nó không hiểu gì thì bà ngoại nhớ đưa điện thoại cho nó đi nha. Nhưng mà để an toàn thì bà ngoại đi chung với bé. Thì nó chở bà ngoại ra. Tại vì nhiều khi bé nó còn nhỏ quá, nó dễ bị người ta dụ quá. Ha. Dạ. Bà hỏi người ta dụ con mất vé số á. Đó, thì đó. Người ta dụ con mất vé số á. Con thấy không, vé số của một tờ có 10 ngàn mà còn bị dụ huống chi cái điện thoại là tới mười mấy triệu. Đó. Này, chú tính cho con. Chú, là nằm mơ của con. Chú tính cho con sơ sơ nè, một ngày con bán được mấy chục tờ. 90. 90 tờ phải không? Rồi. Rồi bây giờ thì chú cho 100 tờ đi.
con bán 10 ngày mới được có 1.000 tờ à. Ủa, đúng không? Dạ. À, 10 ngày mới được 1.000 tờ mà con bán 100 ngày mới được 10.000 tờ. Dạ. Đó. 100.000 là mới lời được có 10 triệu thôi. Ủa đâu có được. Ừ, nói chung là bán mà con không ăn luôn á, con nhịn đói luôn á. Ừ, là con bán trong vòng là rất là lâu luôn. Mà ở vườn nó sắp rồi con một cây niệm này. Nếu mà ở vườn nó sắp rồi với con cây niệm này, sắp luôn là điện thoại bà ngoại á. Cho xin chú chụp hình trong này để kỷ niệm. À, à vậy hả? Không biết đâu. À. Không có biết gì hết, coi phim nó biết thôi. À, muốn chụp hình kỷ niệm hả? Đây, đưa cho chú Phú chụp đi con. Đưa chú Phú chụp đi. Muốn chụp hình kỷ niệm nữa mới chịu chứ. Rồi em ngồi đi, em ngồi đi. Ngồi đi. Rồi qua đây. Rồi, ngồi nè, cầm cái điện thoại lên đâu rồi, cầm cái hộp cũng được. Đó, để chú mượn nè, ngồi xuống. Rồi. Cầm cái hộp luôn. Đó. Cũng đừng có che cái mặt nha. Đường. Ờ đúng rồi. Nè, nhìn vô cái lỗ điện thoại nè. Rồi nhìn qua điện thoại này. Nè. Đó, đây chị chụp nè, Đó, chị sắp xếp nè. Đó, con nhìn vô cái lỗ thấy không? Rồi, không có nghe. Rồi. Rồi, quá dễ thương. Rồi, qua ngồi đó đi. Dạ, con cứu rồi, chú ngồi đi, rồi chị chỉ cho. Ngồi ngồi đó đi, chị chỉ cho xài chút tỉnh. Cái mật khẩu là cái điện thoại nó quan trọng lắm. Ủa nha. Cái này có mật khẩu nè. Có mật khẩu, bây giờ chị chụp xong rồi chị để lên Zalo cho em nha. Zalo một mình em xem á. Đúng rồi, em thấy cái nào nó an toàn em giúp bé. Tại bé nó chưa hiểu đâu. Từ đó giờ nó không có biết bấm. Không có cho bà ngoại bỏ vô ấy. Đúng rồi. Để luôn hai cái luôn cho nó chắc. Ủa cô ơi, cái đó quan trọng hả con? Con mà quên cái đó là không tải dụng được, là máy không sử dụng được. Nhưng mà bây giờ máy đang tay xài bình thường. Con hiểu không? Chỉ khi nào có sự cố thôi. Từ từ con xài. Ủa, con sẽ biết. Tắt được chưa chị? Tớ tót hoài luôn. Đúng là giới trẻ bây giờ như vậy ha. Con lại ngồi đây coi con. Không khoa má đây. Em để cái chế độ mà một mình bé xem. Đúng rồi, đúng rồi, ok. Đó, để lên chút coi chứ. Em nhớ em đừng nghĩ điện máy nha. Em nghĩ điện máy mút bé nó không biết à. Dạ, vô gặp ai cũng được á. À. Rồi mật khẩu sao con? Hy vọng có điện thoại thì bé sẽ biết thêm tiếng Việt nha cô chú anh chị. Mật khẩu để số á con. Cài mật khẩu màn hình đó hả? À, vậy là. Thấy người ta để mật khẩu á. Để mật khẩu màn hình. Ghê không? Đồ cài mật khẩu màn hình nữa đó. Mà để lỡ mà quên là không được nha. Vậy khỏi để đi, khỏi để ha. Vậy thôi đừng để con. Về sử dụng ít. Từ từ con xài đi, từ nó quen ha. Chị nào quen rồi muốn cài thì ghé chị ha. Dạ. Ủa đó là gì vậy cô? Cái này là chị đăng ký cái con. Hồi nãy bữa hổm con nhờ ta lại làm giùm á. Nhớ nếu mà con không biết gì con đem tới điện máy xanh nha. Dạ. Chứ con đừng có nhờ người lạ ở ngoài đường người ta chạy cầm điện thoại người ta giật lúng nha. Dạ. Nhớ nghe. Dạ. Không biết gì con cứ đem tới đây. Dạ. Nha, để nhờ mấy chị với mấy nhưng anh mà chị. Mà con cho cầm. Thì khi nào mà con muốn thì con chở bà ngoại con theo. Dạ. Nha. Chở bà ngoại con theo. Chở chắc xì bánh xe. À, xì bánh xe. Ý con treo bà ngoại con mập hả? À, thì đi bán cùng với bà ngoại. Từ từ khi nào bà ngoại thấy con sử dụng được, bà ngoại sẽ đưa điện thoại cho con. Yeah. Còn thôi giờ cứ việc xì lại nhà. Đây, còn Facebook. Đây là mình gọi trên Facebook. Nhắn tin với lại gọi trên Facebook. Cái này là gì? Cái này là Messenger, là cái ứng dụng để mình gọi với lại mình nhắn tin qua Facebook. Còn đây là tắt nè. Cái này là bấm tim. Đúng rồi. Ồ, ghê chưa, biết bấm tim. Chị đăng ký tài khoản cho này là quay. Dạ.
À, em tải YouTube chưa? Dạ rồi. Okay. Nếu cộng á nó quay được hả? Không chị? Đúng rồi. Nè, quay được. Đó, con vô YouTube ha, con đọc tên. Con chỗ này cũng được mà. Đúng rồi. Xong quay. Rồi thì về nhà mò đi con. Nha. Đây, này để tải ứng dụng như nãy chị nói nha. Tải ghê. Đúng rồi. Mà khi mà tải ứng dụng á, có lúc em tải ứng dụng thì nó sẽ cho em tải ứng dụng luôn. Hoặc là có nhiều khi nó sẽ bắt em nhập mật khẩu. Thì em phải nhập mật khẩu giùm chị mật khẩu này nha. Để chữ hả? Đúng rồi, chữ. Thì con coi cái chữ nào nó giống trên bàn phím con bấm vô. Nghe không? Này chị có ghi này đi. Giống y chang hết luôn. Đúng rồi. Nghe đây thôi nghe chữ M. Này này từ chữ M này về sau nè tới tới cái số này luôn nha. Rồi có để à không không. Có ở dưới đây nè, chị ghi dưới này thôi. Để chị cùng mày cho chị con. Ừ. Để chị làm cho. Ghi cái khuôn đó hả? Đó. Bà ngoại hớt tóc bé hết nhiêu vậy bà ngoại? Là chỉ nhập trong cái khung này thôi. 10 ngàn. Dạ, nó đem cái hớt rồi sáng. À, chị hai mới chở đi hớt sáng nè. Nhập chỉ trong cái khung này thôi nha. Dạ. Ở đây là YouTube, mình coi mình bấm lên coi được. Dạ, không biết hết. YouTube, à, biết phải không? Dạ. YouTube nếu không biết chữ thì con nhấn vô cái lo á. Con đọc Khương Nhật Minh để con coi video bữa nay nghe không? Coi lại video của mình biết chưa? Kêu bằng chị đi, kêu bằng chị cho nó trẻ. Cô gì mà cô. Dạ, có rồi. Dạ, ok. Có thằng chú. Có thằng chú đúng không? Rồi. Tìm ra YouTube chú nè. Rồi, chị đăng ký luôn rồi đó. Ôi trời. Rồi, có nghe. Rồi, tối nay con sẽ xem lại nha. Chắc khoảng 7-8 giờ là chú lên YouTube á. Dạ. Ừ. Bấm cái đó. Để bên đây xem. Anh này bấm luôn hả? Bà không quan thấy người ta xài cũng biết rồi. Rồi cầm cầm cẩn thận nghe con. Dạ. Rồi à, em cho anh cái mặt. Ủa chị ơi, Phan cái này là gì vậy? Cái này là một số ứng dụng của máy. Em không cần, em không cần xài. Em cứ bấm lên em bên đây nè. Cái này em cần xài chị để bên vậy cho em dễ xài. Chị thấy một số ứng dụng cơ bản đó là em dễ xài. Dạ. Để gì mà chị tải thêm. Rồi xin cái bọc nó vô. Rồi được nghe. Thôi bỏ vô bớt đi. Ừ. Ui, rồi sướng, chuẩn bị sướng, đi dán màn hình nè. Chuẩn bị dán màn hình với ép lưng nè. Cái này nó quan trọng nha bà ngoại. Giờ cho chị một cái hộp chị bỏ đồ vô xong rồi được. Nè, cho có điện thoại rồi. Có kỹ cái này nha bà ngoại. Nè. Đưa điện thoại cho mẹ cho ngoại chứ không. Dắt tối kìa mới được. Không được con. Khi nào con máy hết với số đi rồi con kêu bà ngoại đưa cho. Nha. Để cho an toàn nghe con. Bà ngoại giữ là bà ngoại cho con chứ bà ngoại không có xài. Nha, yeah. Bà ngoại thương bà ngoại mới sợ mất, biết không? Bữa này nhiều tin nhắn không? Ừ. Đúng rồi, em muốn xóa thì em con cứ về nhà đi rồi con mò nha. Yeah. Về nhà con nằm trong nhà con chơi, bà ngoại không nói gì hết. À. Nhưng mà nhớ phụ việc bà ngoại nghe. Bà ngoại kêu gì làm là phải làm nghe không? Cái này là điện số. Ừ. Mày cũng muốn coi phim hả? Cái này là điện số phải không? Đúng rồi, rồi em bấm vô thử đi. Gọi số bà ngoại thử ha. Số gì? Gọi cho bà ngoại em bấm số đúng không? Dạ. Hình như nó không biết số luôn á. Nó không biết số luôn đâu em ơi. Em bấm số đúng không? Vậy mò từ từ đi. Nè, em muốn bấm số thì số này số không nè. Giờ chị bấm thử thì chỉ em thử nha. 0973 187. Bởi tại sao bé nó hiền quá, nó chưa biết hình như bà ngoại nó lo là đúng rồi. Em bấm số xong. Số nghe. Cũng không biết, mà chữ cũng không biết, cho bà dễ bị gạt dữ lắm luôn. Mà chưa kể là con lên video là vậy á, là nhiều người ta coi người ta biết, người ta sẽ gạt bé. Thành ra là cái vấn đề quan trọng là bà ngoại nhớ giữ, khi nào bé ở nhà thì hãy cho chơi, cho nó an toàn nha. Bữa nay thấy ngoài đẹp gái quá. Thấy ngoài đẹp gái, giờ thường ngày ngoài không đẹp phải không? Dạ. Giờ là sim của bé đó. Sao? À sim dạ, mạng gì á? À nhà mạng mua pin. Giờ chị lưu danh bạ bà ngoại cho em nha. Rồi chị nào muốn gọi thì bấm gọi bà ngoại. Không có tao cho số nó đâu. Ờ cho máy không cho cầm máy đâu. Dạ rồi để chiều á, chiều tối ở nhà đó. Dạ. Nói chung là con cứ bán hết xong là về là bà ngoại cho. Ha. Dạ. Dạ. Con cứ về nhà là bà ngoại cho ha.
Bà ngoại nhớ nghe. Dạ. Bé bán hết sĩ số, cứ về nhà là đưa máy cho nó chơi. Khi nào muốn sử dụng 4G em bấm chị nút này nha. Mà khi nào mà làm đồ ăn hay nấu cơm gì đó thì bà ngoại kêu nó. 4G á, nha. Để nó phụ mình nha. Là nó hiện màu xanh này lên nè. Còn cái này là gì? Rồi, rồi, cái này là sử dụng máy bay, còn này là sử dụng wifi. Wifi, còn cái này 3G. Ở đây đây, ở trên này màu xanh này nè, là 3G, còn cái này. Đúng rồi, con phải nhấn cái đó nghe. Nhấn cái đó mới xài mạng được nha. Hiện tại nó nổi lên sáng sáng màu xanh này nè. Xài xài cái này mới vô mạng được. Mở hết trơn luôn được. Đúng rồi, đúng rồi. Còn ba cái này là xài cũng được hả? Đúng rồi, khi nào mà em đợi chỗ nào nó có wifi á. Con này là độ sáng màn hình. Em kéo lên lại sáng. Còn cái này. Alo. Là hết la nhã là âm lượng á. Nè con nghe chú nói này ha. Dạ. Khi mà con bán hết giấy số về ha, là bà ngoại sẽ đưa cho con chơi. Nhưng mà tới lúc mà con nấu cơm hay con quét nhà hay lau bàn gì đó phụ bà ngoại thì phải phụ nghe. Dạ. Rảnh thì bà ngoại mới đưa cho chơi nghe. Dạ. Nghe không? Rồi vậy ha. Rồi bây giờ đi. Hết gì đi ngoại đi về. Đem hết về đi ngoại. Dạ. Rồi bây giờ điện thoại nữa đi, khoe là tùm lum luôn. Dạ, nói chung bà ngoại thì cứ giữ ở nhà cho bé. Bé nó ở nhà là an toàn, thì mình cứ đưa cho nó chơi. Dạ, nhưng mà tới lúc làm việc là phải bắt nó làm. Ủa ngoại, dạ. ngoại lắc nữa có mua vỏ điện thoại không? Đi đi nè, bây giờ đi về nè, đi về nhà của chú, với chú nè. Chú nè. Dạ, nãy con có gửi cái căn cước về cho bà con. Dạ có rồi. Dạ, con cho con mượn, con để cái này vô. À, cái bao á, cái bao với căn cước á. Dạ đúng rồi, lấy ra chụp chụp cho nó kỹ. Dạ. Dạ rồi, rồi xong em ha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, đi nhà con. Mình tính nhà luôn. Rồi, em bỏ vô một hết giùm anh. Rồi, bỏ tờ giấy vô đó anh. Rồi, ok. Kỷ niệm. Rồi, cầm ngoại luôn ha. Rồi, cảm ơn quản lý nha, cảm ơn mấy em nha. Quỳnh tới nóc nhà luôn. Vui tới nóc nhà luôn ha. Có bay lên nóc nhà luôn không? Cảm ơn em. Cảm ơn em. Được cái điện thoại rồi. À, cô chú anh chị thấy nó vui vậy luôn á. À, bây giờ thì sẽ quay trở lại nhà anh Phú để giao. Này mới sao vậy chú? Rồi mở đi con, giật ra. Rồi chú vô. Giờ nó quay nhà là quay trở lại nhà anh Phú nha, lưng nha cô chú chị. Con đi sao má? Để chim để cho cái vô mà. Dạ dạ. Phải ấm, phải ấm. Rồi anh Phú tiếp nha anh Phú. Bữa nay là hành hạ anh Phú thành camera luôn. Đó, quá đẹp. Lại chỗ công viên đi cho nó. Công viên. À, cho nó chạy xe ha, chạy à, cho chạy ba tinh ha. Đó. Tháng ta xài không à? Người ta mới có 12 tuổi người ta xài rồi đó. Chú thấy là con là mừng hơn bà ngoại á. Chú Phú còn xài có 3 triệu nữa nè, tới mười mấy triệu. Quả chừng nào con muốn coi phim con coi nha ngoại. Ừ, dạ. Chị hai nha. Hai chị em coi nha. Cái đó của chị hai mà. Không, muốn coi. Hai cửa sau đóng chưa sát. Muốn coi là đẹp quá. Đúng rồi, đó, mà, đúng rồi. Mà con muốn coi là coi nha. Trời ơi, chuyện mưa quá trời vậy anh. Đang thù lụ luôn rồi. Mà em thấy dưới này hay mưa quá anh Phú hả? Suốt cái chiều á, chiều là suốt luôn. Thấy hoài luôn á. Mình quẹo qua đó, mình cho nó vô đó. Chắc em nghĩ nó sát sát biển á. Sát biển, sát sông á. Anh đây sát sông chứ đâu phải biển. Sao? Bé bên đó hay bên đây vậy anh? Cho quanh nè. Đây không? Bên đây nắng quay quanh đây đi anh. Đậu xe được không? Đâu được, cũng được. Đậu được không? Đậu đâu cũng được. Dạ. Trên này mát mát nè.
Rồi con lấy đôi giày ra đi, con đi vài cái cho cô chú xem đi. Dạ. Ngoại giày với Tiên. Cái này cao quá chú. Đóng mạnh vô, đúng rồi, giỏi. Rồi lấy đôi giày ra đi con. Đi bên đây nè, đi bên đây nè. Đi ở chỗ đó rộng đi chú. Đi bên đây cho nó đẹp nè, có cái bờ sông nè. Có cái bờ ao nè. À, đôi giày lại đây ha. À, đôi giày là vô cái vỏ vậy luôn ha. Dạ. Chất lượng quá chứ. Dạ, cái này là gì? Dạ. À, cù chỏ tay hả? Đeo vô đi con. Còn có nón bảo hiểm luôn hả? Nhưng mà không có dừa. Ồ, nó hơi nhỏ phải không? Đâu con mang vô xem ơi. Cho này trước. Đó, đôi giày này cô chú anh chị ha. Dạ, mà đừng có về. Chị Ngọc đó, tặng đó. Ủa người ta đâu có tặng đôi giớ hả? À, có đôi giớ luôn hả? Đồ bao tay bao chân. Bữa nào con qua đi con câu cá luôn rồi. Dạ. Con bao tay bao chân vô cho nó đừng có bị té, nó đã chấn thương nghe con. Mẹ mang cho con luôn đi. Mang cho con luôn. Chắc. Cái chỗ anh này bán vài ba tên nhiều anh Phúc? Nhiều ha. Người chắc. Mà nó thích đôi này nó lựa đâu rồi, nó hỏi hoài luôn á. À, tụi nó thích đôi này đó ha. Hỏi tao hoài á, người ta lại, tao biết nó màu này luôn mà. À, là biết nó sẽ thích luôn. Ờ, à, tại vì nó lại hoài mấy lần trước rồi. Dạ. À. Nó bán mà nó lại nó hỏi không à. Dạ, thì cũng tội nghiệp, nó mê đó. Thì bảo vậy, lấy ra cây bon của đồ của nó thích đó. Không phải quét bản. Con đội dừa không? Không. Không dừa thôi, con lấy cái bao tay bao chân gì không? Đội dừa mà. Trời ơi, dừa sống dừa. Ờ à, dừa mà, dừa ngay chân luôn á. Con bảo hiểm ta có đồ đung một bộ của nó. Nó mút luôn, nó khá là nhẹ dàng toàn. Ô con đứng được luôn hả? Con đứng được chắc con đi được mà. Cứ đi từ từ thôi. Ờ đi từ từ thôi. Đó. Rồi đó, ok, hay đó. Tao đi ngược lại chú ơi. Đi quay ngược lại chú nè. Đúng rồi, chậm thôi. Chậm thôi. Rồi đi ngược lại chú ơi. Đi giống mày dạo à. Đi như cô boss vậy không? Rồi thôi được rồi. Rồi thôi lên xe đi con. Đi dán cái điện thoại rồi đi bán nữa. Đây là chùm té là đứng vậy nè, dịnh hai tay vậy. Té là đứng vậy đó hả? À hay ha, có kỹ thuật ha. Chị biết có trong phim đó. Rồi quá hay. Té cái gầm lên. Rồi đi nè. Rồi lên xe con ơi. Rồi như đó thôi đó. Lại đây nè, chủ yếu được. Nè nè con. Qua đây nè con. À, một cái dây kéo với một cái dây thì dài. Con qua dịnh cái cột nè. Chỉnh dây điện trong này nè. Mừng tới ba nút nhà luôn. Ừ. Này vui tới ba lên nóc nhà luôn hả? Dạ. Rồi chừng nào xuống? Tải nó ra luôn. Rồi ok, quá tuyệt vời. Rồi bỏ vô luôn. Được cái điện thoại với đôi giày vệ tinh là cũng mừng rồi. Còn gì bằng nữa, con là đủ luôn rồi đó. Em con đâu rồi? Trời ơi, nó đi đâu xuống hồ vậy, kêu nó lên rồi. Trời ơi, chơi nhóc luôn á. Đi lên đây. Ừ, bắt cóc luôn bây giờ. Trời ơi, nó xuống hồ. Gặp em không có biết bơi nữa, em không có ra tay được mấy cái này. Ở chỗ công viên này nè, hồi lúc đó chỗ công viên này nè, người ta làm người ta làm công viên thả thú á, rồi chị hai lại chơi với bà ba đã. Rồi đi con ơi. Đi về nè. Về nhanh ở đây nha. Anh Phú anh đậy mạnh mạnh cái cửa giùm em nha. Dạ. Nãy nó chưa chắc. Rồi vô đi con. Rồi em mời cô chú anh chị cùng đi tới chỗ bán kiến cường lực nha. Ngoại. Nó
U đầu một cục. Chờ rồi, ok. Ngoài bên có u đầu. Phú chuyển nghề luôn rồi. Sao mà để chút qua đây câu cá nha. Qua đây chút nè Phú. Đúng rồi. Cái cá gì con muốn ăn á. Rồi, ok. Vậy là chiều nào ở đây cũng mưa anh Phúc? Chiều mưa. Dùng mùa mưa là vậy. Mà em thấy mưa ở đây lớn hơn những chỗ khác. Lớn. Bởi vậy, mưa nó ào 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 luôn. Tại vì chỗ mà chú ngó xuống nhà đó mà. Dạ. Bởi hôm bữa đi quá khó khăn. Dạ. Ai xong rồi. Ủa em ôm này hay bên kia bên đó? Bên kia bể quá không? Bạn thích nếu mà em bắt cá đi dỗ bỏ vô bọc, bỏ vô bớt. Em đậu đây được không? Đúng rồi. Được nha. Tính lại tiết cường lực của nó. Nhà đó, em đậu nhà cũng được. Dạ. Yeah. Qua đây đi bộ cho nó hay nha. Rồi xuống thôi. Chú ơi quên cái này này chú. Hả? Cái micro phải không? Dạ. Con dán xong đi rồi chú lấy. Con dán kiến xong đi. Rồi đi qua bên đó đi, dán kiến nè, cường lực nè. Giỏi. Chú ơi. À là kiến cường lực là ở đây. Kiến cường lực. Ồ, nghe ốp lưng luôn. Con vô hỏi ốp lưng 11 có không? Vô hỏi ốp lưng 11 có không? Có ốp lưng 11 gì không vậy? iPhone 11 có luôn. Rồi vô đi con, vô đi con. Rồi vào ngoài đi đi, hỏi vô đi. Dán cường lực rồi ốp lưng luôn. Đó, có ốp lưng rồi. Mười một thường anh. Dạ. Đi xa u đầu luôn. Ừ. Đó. Để dán để cho nó an toàn cho con với bà ngoại. Tại chưa mình chưa có. Cái này chưa dụng. Có. Chưa, nó chưa có dán. Phải dán vô để bảo vệ. Nhiều khi con lỡ có tụt tay gì biết không? Nó bị rớt á thì nó không có bị chày biết không? Không chưa. Có bị bể. Dạ con không mua ngoài ơi. Dạ tại con đang làm việc. Dạ. Đâu cái micro chú đâu rồi? Ừ ngỡ hết đứa từ 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 đừng nắm giật nó bị hư cái lông của chú. Rồi để đi dán xong rồi chú lấy. Anh lật về trước xuống đây làm phải. Dạ đúng rồi ngoài. Dạ. Dạ dạ không ngoài. Dạ. Con biết cái ốp lưng này để làm gì không? Dạ đừng chơi gớt bể. Ừ, gớt nó không có bị cấn biết không? Nó không có nó hạn chế được cái chày biết không? Bị cấn. Thích không? Dạ thích. Nhưng mà hồi nãy xuống xe u đầu. Xuống xe u đầu hả? Con nhảy ở trong xe hả? Không. Bước lên quên giờ u đầu luôn. Này con ơi, con lựa cái ốp lưng. Anh ơi, ở đây còn cái 11 này, chắc lấy cái ốp này quá anh. Được ha. À con, lấy cái này đi con. Cái này nó xịn hơn. Nó có màu với nó có cái lưới tản nhiệt nè. Thấy không? Mấy cái lỗ tản nhiệt để nó không có bị nóng á. Cái máy mình xài lâu nó bị nóng á thì nó được tản nhiệt, thấy không? Còn cái ốp này thì nó trong.
Cái màu này là đúng cái màu nãy con thích luôn á. Đúng chưa? Dạ. Đúng cái màu điện thoại nãy con thích luôn đó. Nhưng mà cái dòng iPhone 11 thì sau này nó chỉ còn màu đen với màu trắng thôi. Cái cục hồi nãy lát con cho bà ngoại, tại cục bà ngoại làm hư rồi. Đó thì cái cục sạc đó đó. Không, cái cục sạc nó không có xài được cục cho điện thoại bà ngoại đâu, chỉ xài được cho điện thoại của con thôi. Cái cục đó đó chỉ xài được cho điện thoại của con thôi. Khỏi mất tiền rồi, bà ngoại đó là hư rồi, mua cái khác có mấy chục ngàn. Dạ đúng rồi, cái điện thoại của ngoại là điện thoại cái xài cái đầu sạc nó khác biết không? Cái đầu ghim vô nó khác. Còn cái điện thoại của con là xài cái hàng mắc tiền. Mình ra cái đầu của con nó khác với cái đầu điện thoại của bà ngoại. Rồi, gắn luôn cái ốp vô giùm em. Rồi. Đẹp lên. Đó. Đó đẹp chưa? Cầm đây. Thích không? Quay nhìn chú coi. Nhìn chú nè. Nhìn chú vô chụp tấm hình coi. Đẹp không? Đẹp. Nào quay cái điện thoại, quay cái đít lại coi. Rồi, đúng rồi. Cực ơi. Rồi anh em gửi tiền anh ơi. Này chú tặng con. Dạ thôi được rồi, cô cất đi. Cô đi bán tiếp đi. Này con tặng. Nhiêu anh? 80 em. Dạ. Này em gửi. Dạ. Tặng iPhone 128GB. Dạ. Rồi thôi xong rồi, thôi rồi mấy bà cháu đi bán nha. Rồi bây giờ nhắn gửi, bây giờ lần cuối nè. Có cảm ơn. Ủa, cảm ơn chú Tú với vậy? Cô Ngọc như thế nào nè. Dạ. Rồi, cô nhắn lại đi. Sao vậy? Nhắn cho cô. Bây giờ dẹp nó qua bên đi. Rồi. Đó, rồi giờ con nói nha. Nè. Bữa nay con nhận được phần quà của chú Tú với cô Ngọc thì con cảm giác như thế nào? Dạ rất là vui. Rồi, cảm ơn. Dạ con cảm ơn người chú Tú hay cô Ngọc mạnh giỏi. Ừ. Qua con gì nữa? Dồi dào sức khỏe. Dồi dào sức khỏe. Làm ăn. Phát tài. Tặng có tiền giúp con nữa. Có tiền giúp con. Giúp con à, không giúp người khác hả? Dạ. Giúp con hay người khác nữa. Ừ. Rồi, dạ rồi, rồi cô nhắn gửi gì dạ. Nha. Ờ tôi cũng cô Ngọc không ạ? Dạ. Tôi gặp nhắn gửi với cô Tú, chú Ngọc là giúp cho cháu tôi được vậy, tôi cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ, chúc cô dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Cũng không quên là cảm ơn anh Phú nha. Dạ. Anh dạ. Bán dừa bên lộ nè. Dạ. Nhờ dạ. Ảnh thì mới biết được nhà cô với bé đó. Dạ. Ảnh là coi như là bữa đó là ảnh dặn riêng nhà thì sáng tới chiều để tìm luôn á. Vô tôi rung hết luôn, tôi dạ. Sợ có chuyện gì. Sợ có chuyện gì thôi bị con. Sai dạ, sợ làm sai gì người ta lại mắng vốn á, hồi nào tới giờ không từng. Nói chú nói đi, nó không có gì đâu, người ta có giúp đỡ nó vậy vô nó mới mừng. Rồi mình qua bên anh Phú dạ. Cái gì con. Dạ dạ. Con chào tạm biệt anh. Dạ. Qua bên đó. Dạ dạ. Rồi qua bên dạ. Phú đi rồi chào tạm biệt anh cá. Dạ. Dạ. Qua lỗ con. Qua lỗ con, qua lỗ. Né lại qua ngoài. Đây qua lỗ. Xe kìa. Trời cho mày cứng tao. Con rất là vui luôn á, con cảm ơn chú. Chú nhiều nha. Rồi con cảm ơn chú Phú đi. Rồi. Rồi, chú Phú rồi. Rồi. Cảm ơn chú Phú ơi. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi cảm ơn Phú rất là nhiều. Dạ. Rồi, đúng, dạ. Thì dạ. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm dạ. Đã hỗ trợ cho bà con khó khăn. Cũng như là gì con? Ừ khoan khoan từ từ nè nè. Chào nè, chào tạm biệt nè. Rồi. Tấm lòng của những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho bé cũng như là những hoàn cảnh khiếm thị trong ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Em chúc cô chú anh chị luôn an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong công việc của mình. Và nhất là sức khỏe lúc nào cũng dư dả để tiếp tục sẽ có những sự hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Chào anh Phú, chào gia đình. Yeah.